Ngày thứ hai chiến trường viễn cổ, Diệp Kiều ra sức sử dụng thanh phong quyết để giết yêu thú. Thấy cô đã tiêu tốn khá nhiều linh lực, Tiết Dư tiến lại ân cần nói. Nào tiểu sư mỗi ăn mấy viên linh đan bồi bổ đi. Cùng lúc đó thì Mộc Trọng Hy lại kiểm tra xếp hạng. Hắn đầy mong chờ nói. Bây giờ Nguyệt Thanh Tông vẫn đang đứng nhất. Chúng ta đứng thứ hai. Xem ra họ sẽ chạm chán với chúng ta sớm thôi. Mộc Trọng Hy nhìn tình hình xung quanh rồi lại tiếp tục nói. Chúng ta đi thôi. Đến nơi tiếp theo giết yêu quái tiếp nhưng mới đi được vài bước mộc trọng hy đã dẫm phải một trận pháp hắn hoảng hốt kêu lên cứu với rồi ra sức dùng tay túm chặt chân của tiết dư và chu hành vân tiết dư cao mày lớn tiếng nói quá phiền phức đệ mau thả tay ra bằng không thì ta sẽ dùng đan dược làm ngã đệ bên phía chu hành vân thì nhanh gọn hơn hắn dùng kiếm dứt khoát cắt phăng đi chỗ áo mà mộc trọng hy đang nắm tình hình lộn xộn mộc trọng hy thì không ngừng kêu cứu đệ với còn phía tiết dư và chu hành vân thì đều nghiêm giọng nói bỏ tay ra Diệp Kiều nhìn ba sư huynh mà đen mặt nghĩ ba vị sư huynh của ta có thể đáng tin hơn chút được không? Diệp Kiều là người bình tĩnh nhất cô nghiêm túc quan sát trận pháp một lúc sau cô đưa ra kết luận trận pháp này hơi giống của Nguyệt Thanh Tông chắc là đệ tử nào đó của Nguyệt Thanh Tông để lại rồi Chu Hành Vân không nói hai lời lập tức nói ta đi bắt Tống Hàn Thanh qua đây Diệp Kiều ngăn cản không cần muội đã tìm thấy mắt trận rồi trong lòng cô cảm thán đa tạ sự hào phóng của Tống Hàn Thanh sách buổi chú nội môn của Nguyệt Thanh Tông mà nói cho ta xem ra là cho xem thật. Diệp Kiều dứt khoát dùng đoạt tuân một trường phá vỡ trận pháp. Mộc Trọng Hy ngơ ngác. Hờ, trận pháp bị phá rồi. Diệp sư muội lợi hại quá. Phía ngoài khu vực giám sát không gian đang yên tĩnh bỗng vân ngân đứng phát dậy phẫn nộ. To gan, cô ta dám học lén trận pháp của Nguyệt Thanh Tông ta. Trong lòng vân ngân trầm tư. Trận pháp này nếu cô ta phá từ bên trong thì còn nói là cô ta may mắn. Nhưng phá từ bên ngoài mà nói cô ta chưa từng học trận pháp thì ai tin. Tần phạn phạn bình thản vuốt dầu chậm rãi đáp, cái gì mà trận pháp của Nguyệt Thanh Tông? Dùng trận pháp không phải để người ta học sao? Trưởng lão của Vấn Kiếm Tông khi này cũng lên tiếng. Này, hai ngày trọng điểm là chuyện này sao? Trọng điểm là Diệp Kiều vậy mà lại là bùa tu đó. Trưởng lão của Bích Thủy cũng cười nói. Kiếm bùa xong tu thì ra đây chính là ác chủ bài của trường Minh Tông các ngày. Tân Phạn Phạn đắc ý, cho phép các người giấu chiêu cuối mà không cho bọn ta thêm một thiên tài sao? Bọn ta đây gọi là chiến lược. Trưởng lão của Bích Thủy đụng nhẹ vào người của đoàn dự trưởng lão khẽ hỏi các ngài đã biết chuyện này từ lâu rồi sao? Nhà đầu Diệp Kiều này vậy mà lại là kiếm bùa song tu. Đoàn dự trưởng lão bối rối ông nghĩ thầm. Ta mà biết thì làm gì có chuyện ngày nào cũng đánh Diệp Kiều. Bùa tu ở dưới chân tu là bảo bối đấy. Trở lại trong bí cảnh. Diệp Kiều lên tiếng hỏi dọc đường đi mọi người có gặp Tống Hàn Thanh không? Mộc Trọng Hy hớn hở đáp. Chúng ta có gặp. Ta đã dùng đá lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh đó rồi. Lần sau lên diễn đàn hỏi thử xem có ai muốn mua không? Ta đã dùng tận 6 viên lưu ảnh thạch đấy chắc, cũng phải bán được 10 viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Kiều nhân cơ hội bảo, chúng ta chia đôi nhé. Mộc Trọng Hy hỏi dựa vào đâu ta phải chia cho muội chứ? Đắc ý đáp, dựa bản thân muội nè, là muội bảo đoạn hoành đao bắt trói hắn lại mà. Nếu không có muội làm sao huynh có thể ghi lại hình ảnh đó? Biết được tính cách của sư muội mặc dù không cam tâm, đành nói được rồi đến lúc bán được muội bốn ta sáu. Tiền từ trên trời xuống lại không tốn sức dĩ nhiên vui mừng quá trời luôn rồi. Tiết Dư cầm thẻ ngọc biết được thông tin Bích Thủy Tông và Nguyệt Thanh Tông đã hợp tác với nhau rồi còn thành phong tông hiện nay vẫn chưa có ý định hợp tác với bất kỳ tông môn nào còn vấn kiếm tông bây giờ đang xếp hạng thứ tư có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ xếp hạng thấp như thế này trong các đại hội tỷ thí từ trước đến nay rồi diệp kiều nghĩ nếu vậy thì tông mình tìm vấn kiếm tông hợp tác vừa hay chỗ muội còn một ít bùa chú có thể dùng để bàn chuyện hợp tác với họ bên này đám người vấn kiếm tông đã phá được trận pháp thoát ra ngoài bọn họ đi được một lúc đã thấy nhóm người của diệp kiều sở hành chi lên tiếng sư huynh là người của trường minh tông kìa Diệp Kiều bước đến cầm sấp bùa trên tay cùng nụ cười thân thiện. "Đừng kích động lần này ta đến là muốn bàn chuyện hợp tác với các ngươi. Ta có bùa chú nhị sư huynh cho. Các người thiếu bùa phá trận đúng chứ? Ngươi muốn làm gì?" Diệp Kiều vẫn dùng nụ cười thân thiện của mình để bàn chuyện hợp tác. "Tình hình hiện nay ngươi cũng biết rồi đấy. Trường Minh tông bọn ta đang ở hạng 2. Tiếp theo cùng đối phó với Nguyệt Thanh tông nhé. Thấy thế nào? Ta có bùa phá trận các ngươi bị nhốt ta có thể giúp các ngươi. Sở Hành Chi lần trước bị hại nên rất ghét. Nay làm sao tin cô được?" hắn ta muốn từ chối còn mắng cô. Ngươi lại có mưu đồ gì đây hả? Còn lâu bọn ta mới. Anh chưa nói hết câu đã bị Diệp Thanh Hàn ngăn lại. Anh ta nhìn Diệp Kiều đồng ý, được. Bọn ta hạng hai các ngươi hạng nhất. Sở hành chi muốn ngăn đại sư huynh của mình. Sao huynh có thể đồng ý với họ chứ? Thật ra trong lòng Diệp Thanh Hàn suy tính. Đợi Diệp Kiều dùng hết bùa chú rồi mới giải quyết bọn họ cũng không muộn. Vấn kiếm tông bọn ta xưa nay chỉ đứng hạng nhất. Diệp Kiều dẫn mọi người đi trong bí cảnh không dính trận pháp nào, nên cô chủ tài nói khoác. Thấy chưa, Dọc đường bình an vô sự biết bao nhiêu, tránh được tất cả trận pháp, như thế này đều nhờ có mùa của nhị sư huynh ta cả đấy. Cô nghĩ dùng tên tuổi của nhị sư huynh đúng là quá có ích. Lời nói khoác của cô đã thành công lừa được Diệp Thanh Hàn. Hắn ta nghĩ Minh Huyền đã bị loại rồi mà thực lực vẫn còn khủng khiếp như vậy. Lẽ nào đây chính là điểm khác biệt của những phù tu xuất thân từ gia tộc lớn, hay sao? Bên ngoài bí cảnh Minh Huyền đang ngồi xem thi đấu, cũng cạn lời với tài ăn nói của sư muội. Các ngươi tin mấy lời nói dối bậy bạ của tiểu sư muội ta thật đấy à? vậy thì ta phải cảm ơn các ngươi đã đánh giá ta quá cao như vậy rồi. Sở hành chi ngược lại có vẻ không tin. Nếu tài giỏi như thế thật thì hắn sao bị loại sớm như thế chứ? Mộc trọng hy đã ghét sở hành chi từ trước. Nay nghe tên đó chê bai sư huynh của mình nên tức giận muốn đánh hắn ta. Tên này đúng là phiền phức quá đi. Ta phải một kiếm đánh chết tên này mới được. Cũng may tiết dư đã ôm được sư đệ mình lại mà căn ngăn. Bình tĩnh đi mà sư đệ. Nào ngờ sở hành chi lần này còn kêu ngạo quay lại nhìn hai người nói lời gây chiến. Còn ngây ra đó làm gì? Hai tên vô dụng các ngươi đang lải nhải gì đấy? Lần này bình tĩnh như Tiết Dư cũng phải nổi đóa. Tay cầm lọ linh đan với khuôn mặt hắc ám, "Giỏi lắm, ta sẽ độc chết hắn." Ngay bây giờ cũng may lần này Mộc Trọng Hy đã bình tĩnh lấy đại cuộc làm trọng, ngăn sư huynh của mình lại. Một lúc sau trong bí cảnh có mưa, Diệp Kiều đưa tay ra hứng, cảm thấy mưa này rơi vào tay có cảm giác nóng rát, đây là mưa axit. Thỉnh thoảng vẫn gặp khi xuyên sách, đã có kinh nghiệm lần trước nên bình tĩnh lấy đồ ra tránh sự ăn mòn của mưa axit này. Bên phía Diệp Thanh Hàn quay lưng hỏi các sư đệ của mình, "Các đệ có ai có pháp khí dạng phòng ngự không?" Tất cả đồng thanh đáp, "Không có." "Nghèo lắm." Trong lòng họ thầm oán, đám khí tu lòng dạ hiểm độc của Thành Phong tông kia đưa ra giá quá đắt, không thể nào mua nổi pháp khí, đời này cũng không mua được. Bên này Diệp Kiều đã tìm được chiếc chảo đội lên tránh mưa. Cô quay sang hướng các sư huynh chỉ tay lên chiếc chảo mình đang đội trên đầu, "Hay là các huynh cũng đội cái này thử xem?" Tiết Dư thích thú lấy tay gõ lên chiếc chảo hỏi muội lấy cái này ở đâu ra vậy? cũng thành thật mà đáp muội mượn ở nhà bếp đó. Muội còn ba cái nữa các huynh muốn dùng không? Cả ba đồng thanh đáp, muốn. Rồi chìa bàn tay ra với ánh mắt để vui mừng. Diệp Thanh Hàn nhìn huynh muội Diệp Kiều đội cái chảo trên đầu khuôn mặt đầy ghét bỏ. Nghĩ thứ đó nhìn quá xấu đi. Mất giây sau hắn ta lại tự vào mặt mình. Nhìn kỹ thấy huynh muội Diệp Kiều di chuyển dễ dàng không tiêu hao linh lực lại nghĩ, phải công nhận là hình như dùng rất có ích. Vậy là hắn ta vác cái mặt dày cùng với một nụ cười thân thiện đến hỏi Diệp Kiều. Ngươi còn cái chảo nào không? Diệp Kiều đáp, không có. Ta đâu có phải bỏ xỉ mà tích chữ nhiều cơ chứ. Bên ngoài bí cảnh lúc huynh muội Diệp Kiều bắt đầu đội cái chảo di chuyển. Tất cả mọi người phá lên cười như được mùa. Còn bàn tán sôi nổi. Lần này Diệp Kiều vào bí cảnh trừ không đem những thứ bình thường. Những thứ khác đều đem. Người của Vấn Kiếm Tông ở bên cạnh đều kinh ngạc đến ngốc cả rồi. Bên này Tông chủ trường Minh Tông vẫn vuốt tròm dâu với vẻ điểm đạm nói. Vấn Kiếm Tông và Nguyệt Thanh Tông chỉ có thể dựa vào linh lực để chống lại sự ăn mòn của nước mưa. Còn phải tiêu hao linh lực suốt đường đi không bằng học theo Diệp Kiều đội trảo trên đầu đi cho nó nhàn. Tông chủ của hai tông nghe vậy cùng một biểu cảm u ám, không hẹn mà lại chung suy nghĩ. Vẻ mặt đắc ý của lão già Tần Phạn Phạn kia đúng là khiến người ta ngứa mắt. Mưa lớn trong nhiều giờ đã tạnh đám người Diệp Kiều lấy chiếc chảo lớn từ trên đầu xuống. Diệp Kiều nhìn phong cảnh xung quanh, nói đến sao huyệt của phong thú rồi. Ngừng chút cô ngước mắt nhìn về phía Diệp Thanh Hàn. Nguyệt Thanh Tông chắc chắn cũng đang đi về phía này. Diệp Thanh Hàn sau một hồi tính toán cũng gật đầu. Ừm, Nguyệt Thanh Tông sắp đến rồi họ có ba bùa tu một kiếm tu kỳ kim đan hắn đi đến trước mặt chu hành vân đưa ra đề nghị ta giải quyết kiếm tu của họ ngươi và ta cùng nhau thì tốc độ sẽ nhanh hơn đồng thời trong lòng diệp thanh hàn nghĩ ta chưa từng nhìn thấy chu hành vân ra tay đúng lúc có thể nhìn kiếm pháp của hắn nghĩ vậy ánh mắt diệp thanh hàn liền sáng rực lên hắn không kiêng để nhìn chằm chằm vào chu hành vân chu hành vân có chút bối rối giả ngốc nhìn quanh đáp ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu diệp thanh hàn bị tạt gáo nước lạnh khó chịu cao giọng chúng ta hợp tác Trường Minh Tông các người chỉ cần bỏ thành ý là được." Chu Hành Vân không cần nghĩ lập tức đẩy Diệp Kiều về phía trước nghiêm túc nói, "Thành ý của Trường Minh Tông ta đều ở đây." Chu Hành Vân mặt đầy kiêu hãnh nghĩ, "Kiếm Bùa Song Tu tiểu sư muội hiện là thành ý lớn nhất của Trường Minh Tông." Diệp Thanh Hàn thấy vậy mặc dù tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Diệp Kiều mau chóng nhận ra, cười ngượng tiến về phía hắn, "Đừng giận, chúng ta giúp không phải được rồi sao? Trường Minh Tông chúng ta ngươi còn không tin sao? Chúng ta đều là người thành thực." Dứt lời Diệp Kiều bỗng rơi vào trầm tư hình như kịch bản bây giờ đều sai rồi. Rõ ràng trong tiểu thuyết thì Vân Thức luôn cùng nam chính. Có mùa tu là cô ta ở đây thì Vấn Kiếm Tông sẽ một đường thuận lợi. Bây giờ có lẽ là trận thứ nhất của Nguyệt Thanh Tông bị ta tham gia vào đến mức át chót, tức đến mức Tống Hàn Thanh dạy dỗ Vân Thức một trận. Điều đó dẫn đến Vân Thức không ở bên Thanh Hàn như trong nguyên tác. Đang mải suy nghĩ Tiết Dư nhẹ nhàng tiến đến hỏi khẽ: "Thật sự giúp Vấn Kiếm Tông, ngươi có tin đợi giải quyết Nguyệt Thanh Tông xong thì Diệp Thanh Hàn sẽ đối phó người chúng ta không?" Diệp Kiều cười khẽ đáp: "Không sao, dù sao chúng ta cũng không phải người tốt gì. Nói đến mức này Tiết Dư cũng cạn lời. Như dự đoán chỉ một lát sau đám người Nguyệt Thanh Tông đã tìm đến. Dẫn đầu là Tống Hàn Thanh. Từ xa Tống Hàn Thanh đã nhìn thấy đám người Diệp Kiều hắn có chút bất ngờ. Hai tông này vậy mà liên thủ rồi. Tống Hàn Thanh khó hiểu. Vấn kiếm tông không phải luôn không liên thủ với tông môn yếu sao. Tô chọc phía sau Tống Hàn Thanh bỗng nhiên lên tiếng chế nhạo. Diệp Thanh Hàn muốn dựa vào bùa, mà Minh Huyền để lại giúp hắn thuận lợi ở trong mật cảnh đám kiếm tu không có não này không biết cả ngày điên là cái gì sau khi tô chọc nói xong phía khu vực quan sát lập tức có tiếng cười bàn tán có người cười lớn nói những tên không có não mà hắn nói mấy ngày trước còn nhốt họ lại mà người ngồi bên cạnh liền cười đáp không đúng diệp kiều là song tu ý nghĩa không giống mấy tên kiếm tu không có não thật ra nếu lúc đầu diệp kiều ở lại nguyệt thanh tông thì nguyệt thanh tông có hai kiếm tu năm bùa tu rồi dù sao cũng là một mà hai nói xong họ còn cùng nhau cười phá lên vân ngân trưởng lão ngồi phía trên chỉ biết nhíu mày chịu đựng những lời giễu cợt của đám người phía dưới nhẫn nhịn một lúc cuối cùng cũng không thể chịu được nữa vân ngân trưởng lão liền gắt gỏng lớn tiếng nói linh căn trung cấp mà thôi cho dù là song tu thì cuối cùng cũng chỉ là một tên gà mờ các trưởng lão ngồi bên cạnh chỉ biết cười ngượng liếc mắt nhìn hắn tần phạn phạn nghe vậy liền thản nhiên đáp lại các ngươi đều linh căn thượng cấp không phải trận trước đứng cuối sao linh căn có cao cũng không ảnh hưởng việc các ngươi đứng bét được chỉ vài câu đơn giản đã lập tức làm cho cả người Vân Trưởng lão bất động, giống như hóa đá vậy. Trở lại phía trong đại bí cảnh, đám người Nguyệt Thanh Tông chậm rãi tiến về phía Diệp Kiều. Nghe thấy tiếng động Diệp Hàn Thanh nhanh chóng quay lại xem xét. Ngay khi biết đó là Tống Hàn Thanh, Diệp Thanh Hàn không hề do dự mà rút kiếm bày ra thế tấn công. Diệp Thanh Hàn dõng dạc tuyên bố, "Tống Hàn Thanh muốn đứng đầu? Đừng mơ." Dứt lời hắn liền vung một đòn tấn công về phía Tống Hàn Thanh. Tống Hàn Thanh cũng không nhiều lời trực tiếp tiến lên đánh trả. Diệp Thanh Hàn hai bên đánh nhau không ngừng nghỉ sức mạnh của hai người quá lớn làm cho cây cối xung quanh lung lay dữ dội diệp kiều nhìn chằm chạm bọn họ lo lắng nghĩ uy lực của hai kim đan đúng là quá mạnh cảm thấy thở có chút khó khăn cùng lúc này chu hành vân tiến lại gần diệp kiều anh phát tán linh lực dùng linh lực của bản thân tạo thành một lá chắn để chặn lại những ảnh hưởng khi hai người kia tấn công gây ra diệp kiều thấy vậy đầy cảm kích cảm ơn đại sư huynh cô vui vẻ nghĩ có uy áp của đại huynh bảo vệ thoải mái hơn nhiều rồi điệp kiều chợt nghĩ ra một cách cô tiến lên kéo tiết dư và mộc trọng hy lên xếp thẳng hàng cùng chu hành vân miệng thản nhiên nói các ngươi giúp ta chắn chút ba người nam nghi ngơ mặt khó hiểu diệp kiều khi này đứng phía sau bọn họ cô nhanh chóng bày trận cấm cố trận phía ngoài khu vực quan sát ồn ào có người không tin được ôm đầu nói hả nếu ta không nhìn nhầm thì trận pháp này là diệp kiều tự bố trí người bên cạnh vội lên tiếng đáp ngươi không nhìn nhầm đâu cô ta vừa đến nơi đã bắt đầu âm thầm bố trận rồi có người thì khó hiểu tự hỏi đây là cái gì chẳng lẽ lại tự mình nhốt mình sao đang đánh nhau hăng say bất giác tống hàn thành nhìn thấy bên kia đám diệp kiều tự nhiên bị trận bao vây hắn nhíu mày nghĩ kỳ lạ ta không nhốt người của trường minh tông vào lẽ nào là cấm cố trận mà tôi chọc làm rơi ở trận pháp này có đặc điểm là bên ngoài không nhìn thấy được bên trong bên trong lại có thể nhìn được bên ngoài chính vì vậy diệp kiều khi này nhàn nhã giả bộ lớn tiếng hét ôi chao chúng ta không ra được phải làm sao đây ai đó cứu chúng ta với cả Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn đều bị tiếng hét đó thu hút. Nhưng cả hai người đều chỉ liếc mắt nhìn sau đó ai cũng khẽ hừ lạnh. Ai để ý đến các ngươi chứ? Đám người Diệp Kiều ngồi hẳn xuống đất. Diệp Kiều khi này thản nhiên nói. Được rồi, chúng ta để họ đánh một lúc đi. Đợi họ tiêu hao năng lượng rồi thì ta pháp trận thu hoạch. Đúng thật ở phía ngoài Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh đánh đến mức cả hai đều kiệt sức, mà thở dốc. Diệp Kiều ngồi xem trận đấu mà chán nản. Diệp Thanh Hàn không được, vậy mà bị Tống Hàn Thanh đánh đến mức cơ hội lại gần cũng không có. Tiết Dư bên cạnh liền lên tiếng. Bùa tu vẫn là lợi hại. Diệp Kiều đứng phất dậy phủi tay thông báo. Cấm cố trận này không có lực sát thương. Thời gian lưu giữ ngắn. Trận pháp sắp tự biến mất rồi. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài giúp Diệp Thanh Hàn đi. Vừa dứt lời không bao lâu kết giới đã bị nứt và vỡ ra. Chu Hành Vân đánh giá tình hình rồi nói. Ta đi đối phó với Tống Hàn Thanh. Diệp Kiều ngươi và Mộc Trọng Hy đi giải quyết người khác. Chu Hành Vân lạnh lùng bước đến. Tống Hàn Thanh khựng lại. Hắn nghĩ cảm giác thật áp lực nhưng bất giác chu hành vân đột ngột thu kiếm lại tung tăng quay người chạy đi nói lừa người đó tống hàn thanh ngơ ngác đứng nhìn theo dây sau hắn cao mặt nghiến răng nói chu hành vân tống hàn thanh có chút thất vọng vốn còn muốn thăm dò chu hành vân không ngờ tên này chưa đấu mà lui tống hàn thanh bực tức đuổi theo lớn tiếng thách thức có giỏi thì đừng chạy diệp thanh hàn đơ người nhìn cảnh náo loạn phía trước diệp kiều lúc này đang đối đầu với tô chọc tô chọc cười nham hiểm xin lỗi ta không niệm tình cũ nữa đâu dứt lời liền thẳng tay ném tấm bùa về phía Diệp Kiều. Cô nghiêng mình tránh đòn tấn công nhưng xui xẻo tấm bùa vẫn dán trúng vai của cô. Diệp Kiều lập tức đứng yên không động đậy được. Tô Chọc thấy Diệp Kiều như vậy liền đắc ý nghĩ, chỉ có thế, rõ ràng chỉ là một tu sĩ kỳ cơ bản lại khiến đại sư huynh khốn khổ. Cùng lúc này Diệp Kiều nhếch miệng cười, tung ra cú đá mạnh vào người của Tô Chọc. Tô Chọc sững sốt không kịp đề phòng nên bị đá ngã ra phía sau. Hắn nhíu mày khó hiểu, tại sao rõ ràng chúng bùa định thân của ta? Tại sao ngươi diệp kiều không trả lời nhanh chóng chạy lại mò mẫm lấy thẻ bài của tô chọc diệp kiều cầm thẻ bài trong tay hai mắt sáng rực trong đầu reo lên tìm thấy rồi tô chọc khi này nước mắt ngắn nước mắt dài gọi nhị sư tỷ diệp kiều thản nhiên bóp nát thẻ bài đồng thời nói xin lỗi ta cũng sẽ không nghiệm tình xưa trở lại phía diệp thanh hàn đứng xem một lúc lâu nhịn không được đành lên tiếng hỏi hai vị xong chưa khi này chu hành vân và tống hàn thanh mới dừng lại cả hai người đều đứng thở hồng hộc nhận thấy chơi đủ rồi Diệp Thanh Hàn nhanh chóng rút kiếm dứt khoát đưa lên kề vào cổ của Tống Hàn Thanh nói: "Tự bóp hoặc là chúng ta giúp ngươi." Tống Hàn Thanh trầm tư tính toán, theo xếp hạng hiện nay thì ví như bị loại rồi. Nguyệt Thanh Tông cũng có thể đứng vững ở vị trí thứ ba. Tống Hàn Thanh rất nhanh, tình nguyện lấy ra thẻ bài của mình thở dài. Cuộc thi này đã đủ chứng minh Nguyệt Thanh Tông ta, ta cũng vô cảm rồi. Nghĩ vậy hắn dứt khoát bóp nát thẻ bài của mình. Phía của Mộc Trọng Hy Anh cũng nhanh chóng phá vỡ được hai thẻ bài của Nguyệt Thanh Tông. Mộc Trọng Hy nhanh chóng thông báo cho các đồng đội bên này cũng giải quyết xong rồi. Diệp Kiều nghe vậy mở lớn mắt nghĩ bây giờ Nguyệt Thanh Tông chỉ còn lại Vân Thước. Vân Thước khi này đang đứng ở một chỗ sợ hãi co rúm người lại. Diệp Kiều nhận thấy vậy nhanh chóng tạo thế vung đao tấn công về phía Vân Thước. Trong lúc cô chuẩn bị đánh trúng Vân Thước thì Diệp Thanh Hàn xông lên dùng kiếm tiếp chiêu. Diệp Thanh Hàn ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Kiều mà dõng dạc nói: "Đừng mơ làm muội ấy bị thương." Ngoài mặt thì nghĩa khí nhưng trong lòng Diệp Thanh Hàn thẩm tính toán, vẫn kiếm tông cần để lại một bùa tu dẫn đường tính cách vân thước ôn nhu không cần phải lo lắng nửa đường sẽ phản bội là sự lựa chọn tốt nhất còn về mấy người trường minh tông đã hết tác dụng rồi vân thước ngây thơ không hề hay biết ý đồ của diệp thanh hàn ngược lại cô còn rất cảm động nghẹn ngào gọi diệp sư huynh mộc trọng khi nào có để yên anh đến cạnh diệp thanh hàn nói này này lợi dụng chúng ta xong rồi lật mặt không ổn chứ diệp thanh hàn chế diễu các ngươi ngu thì trách ai diệp kiều không nhiều lời sử dụng tứ phương trận một giây sau diệp thanh hàn cùng đám người vấn kiếm tông đều bị dây xích khóa chặt đám người vấn kiếm tông bất mãn mắng lớn. Chuyện gì vậy? Đám rác rưởi Trường Minh Tông không chơi được thì đánh lén. Có người trong đám bọn họ thắc mắc. Đúng, bùa tu của Trường Minh Tông không phải họ chỉ có một người sao. Hơn nữa còn bị loại rồi. Diệp Kiều đứng một bên đắc ý niệm chú. Diệp Thanh Hàn khi này mới kinh ngạc nói. Diệp Kiều, ngươi vậy mà lại là bùa tu. Diệp Thanh Hàn ngồi sâu chuỗi lại mọi sự việc liền hiểu ra. Trả trách người của Trường Minh Tông sau khi Minh Huyền loại không lo lắng chút nào. Trả trách cô ta có sức mạnh để hợp tác với chúng ta diệp kiều cười hì hì cao giọng nói các ngươi ngu thì trách ai chứ dây sau diệp kiều thay đổi thái độ cô nghiêm mặt dùng cây gậy chỉ thẳng về phía vân thước tuyên bố tiếp theo chính là đối phó ngươi vân thước có chút sửng sốt nhưng vẫn gắng lớn tiếng nói nhị sư tỷ tỷ luôn nhắm vào ta đừng trách ta không khách sáo với tỷ vân thước khi này cũng bắt đầu bày trận phía của diệp kiều cũng không hề kém cạnh cô cũng sử dụng trận pháp diệp kiều tính toán kỹ lưỡng đến rồi trận pháp của vân thước sắp đến rồi vậy ta cũng đến Phập một tiếng trận pháp của Diệp Kiều được tung ra. Diệp Kiều nghề ngẫm hỏi Vân Thước. Ngươi thử qua uy lực của hai trận pháp kết hợp chưa? Vân Thước khi này mới giật mình. Nhớ hai trận pháp kết hợp. Kết quả của linh khí quá lớn đụng vào nhau thì chỉ có là. Chưa kịp nghĩ xong một tiếng nổ lớn đã xảy ra. Tiếng nổ đó làm cho đám người vấn kiếm tông cùng Diệp Thanh Hàn cùng Vân Thước bị đánh gã khuyện ra đất. Thấy đám người kia đều đang bị thương lập tức không thể hồi sức tấn công được. Diệp Kiều vung tay nói. Mau bóp vỡ lệnh bài của họ đi ban ngày chiến trường viễn cổ giữa khung cảnh yên tĩnh đó bỗng có tiếng nói vang lên thành viên của vấn kiếm tông bị loại hết thành viên của nguyệt thanh bị loại hết tư diệu ngôn nghe vậy nhíu mày mới ngày thứ ba mà vẫn kiếm tông và nguyệt thanh tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bị loại hết rồi lẽ nào họ đồng quy vô tận lúc này nơi quan sát cuộc thi có vài nam nhân đang bàn tán có người nói hai trận pháp có thể kết hợp được sao người bên cạnh nghiến ngẫm song đáp giống như đạo lý lò luyện thêm lò luyện hai trận pháp chồng lên nhau chắc chắn sẽ nổ cô ta là muốn dùng cách này nổ chết thân truyền của vấn kiếm tông. Người đối diện nghe phân tích xong không nhịn được cảm thán. Giỏi quá, ta nguyện xưng là đệ tử ưu tú nhất khóa. Tô chọc khi này tiến lại gần Tống Hàn Thanh nói. Trận pháp mà Diệp Kiều dùng là của Nguyệt Thanh Tông. Tống Hàn Thanh tức giận. Lẽ nào trước khi cô ta rời khỏi tông chúng ta đã học lén? Nói xong tự Tống Hàn Thanh cũng cảm thấy nghi hoặc. Không đúng. Trước đây lúc gặp Diệp Kiều ở mật cảnh cô ta còn là một tên cùi bắp. Không phải sau khi muốn tâm pháp và sách bổ của nội môn mới bắt đầu học nhưng mới nửa năm đợi cuộc thi kết thúc phải thương lượng với sư phụ truyện của diệp kiều trở lại chiến trường viễn cổ vân thước đã bị thương nằm dạp xuống đất cô ta nhịn đau lên tiếng hỏi ngươi vậy mà học lén trận pháp của tông môn chúng ta diệp kiều khoanh tay thản nhiên đáp trước kia ta cũng là đệ tử nội môn của nguyệt thanh tông học vài trận pháp thì sao đồng thời trong lòng diệp kiều thầm nghĩ đánh chết ta cũng không thừa nhận là được học theo sách bùa nếu không chính là trộm học quang minh chính đại rồi bất chợt khi này trước mắt bọn họ xuất hiện một cái hố lớn bốn người tò mò tiến lại xem xét mộc trọng hy phân tích cái hố này quá lớn cảm giác không phải trận pháp nổ ra mà là có người đào trước đột nhiên mộc trọng hy trở nên kích động cười ngốc nói tu chân giới có một tin đồn không đáng tin nói là ném tên người mình ghét xuống hố có thể nguyền ruồng người đó không biết có thật không hay là chúng ta ném tên sư phụ xuống xem tiết dư ở bên cạnh gật đầu triệu trưởng lão cũng được diệp kiều dứt khoát nói vân ngân đi ta có thù với hắn đám người diệp kiều cứ vô tư thảo luận mà không biết ở phía ngoài có ba người đang vì lời nói của họ mà tức chết các trưởng lão của trường minh tông nhíu mày nghiến răng bất lực đúng là một đám nghịch tử mộc trọng hy hào hứng đề xuất hay là chúng ta xuống xem đi diệp kiều vui vẻ gật đầu được hai người họ tung tăng xuống hố tiết dư thì mau chóng túm lấy chu hành vân thở dài bất đắc dĩ đại sư huynh chúng ta cùng đi chơi đám người cùng nhau bước xuống hố sâu ở đây không có thứ gì chiếu sáng mộc trọng hy run rẩy hô khẽ trong này tối quá rồi sau đó là tiếng ôi cho đầy đau đớn vang lên diệp kiều thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng là một lá bùa tạo lửa ánh lửa phát sáng tiết dư mới liếc mắt về phía mộc trọng hy lạnh lùng hỏi ngươi không sao chứ cùng lúc này có thứ gì đó vụt qua trước mặt bọn họ mộc trọng hy vừa ôm cái đầu đang cháy máu vừa la lớn mà diệp kiều nghi hoặc thật sao ta không tin đợi mọi người nói xong cả chu hành vân mới chậm rãi lên tiếng là yêu thú nghe thấy hai chữ yêu thú mộc trọng hy liền nhanh chóng rút kiếm khẽ nói không ngờ nơi quỷ này cũng có yêu thú ta đến giải quyết. Anh đang khí thế hừng hực thì bị Tiết Dư chen vào, khuyên người cầm máu trước đi. Đám người đang định xông lên giải quyết gọn lẹ đám yêu thú, thì bỗng Diệp Kiều đưa tay ra cản lại. Đợi đã, để lại vài con yêu thú cái đi. Mộc Trọng Hy ngơ ngác hỏi, để lại con cái sống sao? Nhưng sao lại chỉ để lại con cái thôi vậy? Diệp Kiều không trả lời ngay mà quay người lại nhìn Tiết Dư hỏi, nhị sư huynh, huynh có đan thúc tình không? Tiết Dư đỏ mặt khẽ quát, muội là biến thái sao? Diệp Kiều không hai lời cô tiến đến dùng tay gõ lên đầu của Tiết Dư. Huynh mới là biến thái. Ta chỉ thấy con yêu thú cái sau khi phát tình thì ngửi thấy mùi mới đến tìm phối. Như vậy có thể dẫn nhiều yêu thú đến. Tiết Dư ngây người gật đầu. Hình như đúng là được. Nhưng mà ta là đan dược chính tu. Tiết Dư càng nghĩ càng bối rối. Nếu bị lão đầu tử nhà ta biết, sau khi ta vào tông học đan thúc tình chắc sẽ tức điên mất. Không biết suy nghĩ gì Diệp Kiều bỗng giơ một ngón tay lên nói. Một trăm vạn. Mộc trọng hy ở bên cạnh có chút hoang mang nhìn Tiết Dư còn anh khi này thì chuyên tâm nghiên cứu sách đồng thời cao giọng nhắc nhở diệp kiều suỵt yên tĩnh mất vài phút suy nghĩ lúc này tiết dư liền giơ tay dõng dạc đáp ta hiểu rồi ta luyện nhiều chút có chuẩn bị vẫn hơn rồi anh bắt đầu làm việc ban ngày nơi quan sát cuộc thi đám người xem cuộc thì tò mò có người thắc mắc một trăm vạn của họ là gì có người suy đoán đáp không biết chắc là liên quan đến cơ mật của trường minh tông dừng chút hắn chẹp miệng lại nói trưởng hệ tiết ra trong bát đại gia nổi tiếng phong kiến gia chủ tiết gia biết tiết dư luyện đan thúc tình chắc chắn bị mắng một nén hương sau vài con yêu thú nằm la liệt trên đất diệp kiều cùng mộc trọng hy thở dốc mà nhìn đám yêu thú này diệp kiều vui vẻ nhìn cười nói hiệu quả của đan thúc tình thật tốt thu hút nhiều yêu thú được như vậy vậy tiết dư lôi bảng xếp hạng ra kiểm tra còn thiếu 300 con yêu thú nữa là có thể vượt qua nguyệt thanh tông trở thành hạng đầu rồi nếu chúng ta trở về đường cũ tình yêu thú thì vị trí sẽ càng được bảo đảm mộc trọng hy ngập ngừng đưa ý kiến nhưng chúng ta đến cũng đến rồi tiếp tục đi về phía trước xem xem diệp kiều cùng mộc trọng hy nháy mắt gật đầu đồng ý còn chu hành vân thở dài nhìn quanh từ chối cho ý kiến tiết dư hết cách liền liếc mắt nhìn quanh vết nứt này chắc không phải là tu sĩ ngũ tông đánh ra tư liệu khá giống đá của địa giới ma tộc cùng lúc chu hành vân nhìn thấy một cánh cửa anh lập tức hô ở đây có cửa diệp kiều như tàu lửa tốc hành tiến lên quan sát trên mặt cửa có nhiều ký tự rất khác lạ diệp kiều nôn nóng đưa tay sờ lên cửa mong tìm được chút manh mối tiết dư phía sau thấy vậy tức khắc nhắc nhở đừng đụng loại thứ đồ này vừa nhìn đã biết nguy hiểm chu hành vân như bị bệnh cưỡng chế anh đưa tay lên xoa xoa miệng không ngừng nói không đúng xấu quá dứt lời anh không ngần ngại đưa tay lao hết mấy ký tự trên cửa đám người xem ở khu vực quan sát thấy chu hành vân làm vậy thì cười lớn nói từ bỏ đi chu hành vân dù họ không bình thường cũng không phải ngày một ngày hai có người khi này còn cao giọng đùa cợt ta phát hiện góc nhìn của thân truyền trường minh tông xem thi đấu khá vui vẻ trái với những người xem thi đấu kia ba trưởng lão của trường Minh Tông ai nấy đều vuốt mặt xấu hổ. Minh Huyền khi này ở bên ngoài tức giận. Đáng ghét, ta cũng muốn vào chơi với bọn họ. Tống Hàn Thanh ngồi ở phía đối diện nhìn Minh Huyền bằng ánh mắt khinh thường. Đúng là tự tìm đường chết. Tống Hàn Thanh đã được dịch chuyển ra bên ngoài khu vực quan sát. Minh Huyền khi này nhàn nhã cười nói. Ta còn cho rằng là lợn kêu thì ra là thiên tài của Nguyệt Thanh Tông. Các ngươi và Vấn Kiếm Tông đều bị loại rồi. Còn có tâm sự quan tâm chúng ta. Bị Minh Huyền nói đúng chỗ đau. Tống Hàn Thanh tức giận nghiến răng cảnh cáo ngươi đừng quá đáng phía sau có người của nguyệt thanh tông phẫn nộ nói thật sự không có ai cùng ta đi đánh hắn sao nam nhân bên cạnh thở dài khuyên nhủ sẽ bị trừ điểm đấy bình tĩnh chút đi trước mặt đám người diệp kiều hiện lên một tấm bản đồ diệp kiều tò mò hỏi đây là gì chứ chu hành vân suy nghĩ một hồi nói hơi giống vật dẫn duy trì mật cảnh một trọng hy hai mắt bỗng bừng sáng hào hứng linh khí để khởi động mật cảnh chắc là đồ tốt nếu chúng ta lấy thì sao chu hành vân bất động nói không ai thử qua tiết dư nhìn chằm chằm vào bản đồ đáp đợi chút nữa thử xem bất chợt lúc này gần phía đám người diệp kiều đang đứng xuất hiện một cột sáng màu xanh từ trong cột sáng đó phát ra tiếng tiểu nha đầu diệp kiều sửng sốt nhìn quanh rồi ngập ngừng nói quỷ cả tiết dư và mộc trọng hy đều lắc đầu đáp ta không tin diệp kiều tức giận quát các ngươi vậy mà bắt trước lời của ta chu hành vân liếc mắt nhìn tiết dư diệp kiều và mộc trọng hy trầm giọng nghiêm túc chút cho ông già người ta chút tôn trọng diệp kiều không phục lập tức phản bác đại sư huynh tôn trọng của huynh là một tiếng ông già sao tất cả đều không nói gì nữa yên lặng nhìn về phía cột sáng kia khi này người đàn ông đang bị nhốt bên trong đó run rẩy nói tiểu nha đầu ta đã bị nhốt trong này mấy chục năm rồi không ngờ cuối cùng để ta đợi được ngươi ngươi là bùa tu đúng không là làm theo cách của ta làm được không đợi sau khi ta ra ngoài sẽ báo đáp các ngươi tiết dư nhíu mày cảnh giác tiến lên chắn trước người của diệp kiều trong lòng anh trầm tư lão già này e là ma tộc diệp kiều lo đầu ra nhìn về phía người đàn ông kia nhưng ta chỉ là tu sĩ sơ kỳ cơ bản ông giả ở trong cột sáng cười xòa ta có thể dạy ngươi mở trận pháp thế nào rất đơn giản mặc dù nói vậy nhưng trong lòng ông thầm nghĩ bây giờ ngưỡng cửa thân truyền của tu chân dưới thấp thế sao hay là nói cô ta là thiên phú có thiên chất cao khiến ngũ tông phá lệ thở dài một hơi ông giả liền bắt đầu làm mẫu cho diệp kiều cô chăm chú quan sát đến khi người đàn ông kia hoàn thành chiêu thức thì cũng là lúc diệp kiều nói ta đã xem xong rồi cô thầm ghi nhớ bên ngoài nhiều tu sĩ đang xem nếu bây giờ mình học một thứ vừa nhìn đã thấy tà môn thì ra ngoài không tránh được bị thảo phạt, nhưng mình ghi nhớ lại sau này sẽ học thì họ sẽ không biết. Người đàn ông kia dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Diệp Kiều mà hỏi: "Học xong chưa?" Người đàn ông kia cười đắc ý nghĩ, từ trăm năm trước bị một đám thân truyền nhốt lại, ta chưa gặp ai thần hồn sắp bị tán rồi. Nếu có thể thoát ra ngoài ta sẽ lập tức chiếm nhà, nuôi dưỡng thần ma. Diệp Kiều lắc đầu liên tục, "Quá khó, không học được, hay là ngươi đổi cái khác đơn giản đi." Người đàn ông kia nhanh chóng gật đầu được mặc dù hắn ta tức giận nhưng cố gắng khuyên nhủ bản thân ta nhị hắn nhanh chóng bày ra nụ cười lấy lòng nói rồi rồi được chứ phía khu vực quan sát tống hàn thanh nhíu mày nghĩ phương pháp phá trận của ông già đó rất đơn giản vậy mà diệp kiều không học được xem ra cô ta căn bản không thể trong nửa năm học được trận pháp của nguyệt thanh tông nửa canh giờ sau người đàn ông kia sốt ruột hỏi học được chưa diệp kiều trầm ngâm đưa tay xoa cảm nói qua loa a à, cũng tạm rồi ngươi thật sự không ra được sao người đàn ông kia giả bộ khóc lóc đúng tiểu nha đầu người diệp kiều sau khi nghe người đàn ông kia nói chắc chắn như vậy thì ta yên tâm rồi các huynh cũng tròn mắt nhìn theo diệp kiều cô không hề giải thích gì chỉ nhanh chóng quay lưng chạy đi cười hô lớn chúng ta đi người đàn ông kia tức tối quát lớn quay lại các ngươi quay lại cho ta người đàn ông kia tức tối nghĩ đáng ghét vậy mà bị một nha đầu lừa xem ra mạng của ta tận ở đây rồi chuyển cảnh đến chỗ của đoạn hoành đao anh nhìn xung quanh nghi hoặc chuyện gì vậy lẽ nào mật cảnh kết thúc trước đoạn hoành đao nhíu mày nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy mà có thể để mật cảnh kết thúc trước sư huynh của đoạn hoành đao đang xem bảng xếp hạng nguyệt thanh tông vẫn đứng đầu với bốn nghìn trường minh tông xếp thứ hai với bốn nghìn thành phong tông thứ ba với hai nghìn tần hoài nghe vậy cười nói nguyệt thanh tông bị loại rồi theo lý nói trường minh tông chỉ cần đợi mấy ngày có thể lấy được vị trí số một là điều chắc chắn đáng tiếc tần hoài mừng thầm trong lòng e là họ không ngờ đến mật cảnh sẽ bị đóng trước. Đúng là chờ mong biểu cảm của họ. Nghĩ xong Tần Hoài đầy hào hứng lấy ra lệnh bài nói. Bóp vỡ lệnh bài để loại đi. Đi thôi. Dứt lời anh bóp vỡ lệnh bài của chính mình. Lần lượt theo sau là đoạn hoành đao cùng các sư huynh đệ của bọn họ. Trở lại phía của Diệp Kiều cô thở gấp nói. Không ngờ lấy chục cuốn đi đúng là muốn sập. Cô liếc mắt nhìn về phía sau hỏi. Chúng ta còn thiếu bao nhiêu yêu quái mới đứng thứ nhất? Tiết dư tính toán rồi đáp 300. Thành Phong Tông và Bích Thủy Tông đã rời khỏi mật cảnh rồi. Mật cảnh bây giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta thôi. Diệp Kiều phấn chấn cầm tuần đao hỏi lại. Chỉ còn thiếu 300 thôi à? Vậy thì đánh đủ thôi. Đúng lúc ta muốn thử chương thứ hai của Thanh Phong Quyết. Chu Hành Vân khoanh tay suy nghĩ. Ờ, à, muội ấy muốn học chương thứ hai của Thanh Phong Quyết. Chu Hành Vân đúng lúc nhìn thấy đám yêu thú phía trước liền gật gù. Những yêu thú này đến đúng lúc. Không dài dòng Chu Hành Vân liền nói. Tiểu sư muội muốn học chương thứ hai của Thanh Phong Quyết thì xem đây. Dứt lời Chu Hành Vân liền bắt đầu thị phạm cho Diệp Kiều nhìn qua một hồi tung chiêu chu hành vân thu kiếm chậm rãi tiến về phía trước khi này xung quanh anh toàn là đá những tảng đá lớn đến khi hoàn toàn kết thúc chiêu thức chu hành vân mới quay lại hỏi biết chưa mộc trọng hy cùng diệp kiều hai mắt sáng lên vỗ tay liên hồi lợi hại quá phía khu vực quan sát đoàn dự trưởng lão nhíu mày họ điên rồi ông sốt ruột vì mật cảnh sắp dập rồi mà họ ở lại trong đó lĩnh ngộ kiếm pháp sau khi được chu hành vân thị phạm một lần diệp kiều nghiêm túc nhớ lại từng chiêu thức cô không khỏi cảm thán hình vẽ kiếm quyết quá trừu tượng có người thật là mẫu thì khác ta đã lĩnh hội được rồi cô tự tin tiến lên chắn trước mặt một yêu thú cô không hề do dự xông thẳng về phía yêu thú cô từ từ sử dụng chiêu thức vừa mới học chương thứ hai của thanh phóng quyết cô tung chiêu không ngừng nghỉ qua một hồi diệp kiều nhẹ nhàng thu kiếm dừng lại cùng lúc đó tiết dư hô lớn đủ rồi đủ rồi chúng ta hạng nhất rồi diệp kiều hài lòng được vậy chúng ta mau đi thôi cô không do dự dứt khoát lấy lệnh bài ra và bóp nát ba vị trưởng lão của trường minh tông khi này mới thở phào nhẹ nhõm mấy đứa non và xanh này cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi trưởng lão của bích thủy tông cười khen ngợi lâu lắm rồi mới được nhìn thấy thân truyền dũng cảm như vậy nơi rộng lớn như bí cảnh không sụp đổ nhanh như vậy đâu chỉ là những truyền thân khác hơi nhát gan mà thôi ngay khi đám người diệp kiều được dịch chuyển ra ngoài đám đông người xem đã không kìm được hô lớn diệp kiều ra ngoài rồi thậm chí còn có vài người kích động chạy lại bao quanh cô để tặng hoa tặng quà có người còn nhân cơ hội làm quen với cô Nghe danh đã lâu Diệp Kiều ngươi là kiếm bùa song tu đúng không? Rất vui được làm quen với ngươi. Mới vừa từ đại bí cảnh dịch chuyển ra ngoài Diệp Kiều có chút sững sờ. Mọi người nhiệt tình quá mình không biết phải làm sao. Đang trong lúc vui vẻ đó bỗng phía sau có tiếng mắng lớn. Là ai? Là ai đã làm sập bí cảnh? Vương trưởng lão tức giận quát. Diệp Kiều tiết dư mộc trọng hy và chu hành vân bốn ngươi cút ra đây cho ta. Đền tiền mau. Càng nghĩ vương trưởng lão càng bức bối. Nếu không phải do Diệp Kiều thì vẫn kiếm tông bọn ta cũng không đến mức đứng hạng nhất từ dưới đếm lên trong trận tỷ thí thứ hai. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong hàng ngàn năm nay. Tần trưởng lão cười xòa bước tới giải vây. Sớm muộn gì bí cảnh cũng sẽ đóng lại. Nhắc đến việc đền tiền tổn thương hỏa khí biết bao. Vương trưởng lão không nói hai lời đưa tay ra cản trước mặt tần trưởng lão ngắt lời. Dừng lại. Ta và trường Minh Tông các ngài không có hỏa khí. Các ngài có biết bí cảnh đóng lại trước thời hạn nguy hiểm biết bao không? Đền tiền đi. Tần trưởng lão cố nén đau lòng lấy túi tiền ra giận dỗi nói. Đưa tiền ra là được chứ gì, vương trưởng lão cũng không khách khí vui sướng giật lấy túi tiền còn giả bộ hư lạnh vậy thì còn tạm được cùng lúc ở phía diệp kiều cô đang cùng mọi người thảo luận đột nhiên có tiếng gọi lớn diệp kiều tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người diệp kiều cùng mọi người liền quay lại nhìn lúc này tống hàn thanh vẻ mặt hậm tiến lại hỏi người đã học trận pháp từ khi nào diệp kiều tưởng gì qua loa đáp học hồi mấy tháng trước sau này hãy gọi ta là thiên tài cảm ơn đột nhiên diệp kiều đắc ý nhìn về phía tống hàn thanh khiêu khích còn nữa, nhớ nói chuyện khách sáo chút với người đầu đầu trận thứ hai. Trời tối tại nơi ở của các môn phái. Diệp Kiều ngã ra giường thở dài mệt quá, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Đột nhiên từ phía giường gà con phi ra đụng trúng bụng cô. Nhìn thấy gà con Diệp Kiều vui vẻ nói. Ôi cả FC mấy ngày không gặp người đẹp lên rồi. Xem ra không nuôi phí công ta. Diệp Kiều vừa đặt gà con xuống, thì nó đã tiến lại phía cuộn thư nó ngắm nghĩa một cách đầy tò mò. Diệp Kiều thấy vậy liền giải thích. Đúng rồi, đây là cuộn lấy ra từ mật cảnh ta còn chưa nghiên cứu. Cũng vì tò mò cô quyết định tìm sư huynh bọn họ hỏi xem sao. Một nén hương sau tại phòng của Tuyết Dư. Anh ngồi khoanh tay nhíu mày nói linh khí này trước kia ta đã thấy trong sách. Chắc là Sơn Hà Đồ. Đứng thứ ba là huyền khí rất hữu dụng. Nghe nói sau khi mở, thì trong cuộn đó sẽ có một bức tranh có thể nhốt kẻ địch trong ký ức. Nghe được công dụng thần kỳ như vậy khiến cho Diệp Kiều hai mắt sáng lên. Vậy ta tiến vào thử xem nếu ta mê man trong đó thì huynh đá ta một cái. Tiết Dư vui vẻ gật đầu. Được, anh nhanh chóng mở cuốn thư ra rồi cẩn thận đọc sơn hà đồ dứt lời diệp kiều liền bị những luồng sáng phát ra từ cuốn thư bao quanh cô bất chợt ngã ra đất đến khi mở mắt tỉnh lại thì thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa cô tò mò nghĩ đây là gì vậy tiến lên đẩy nhẹ cửa ra thì thấy bên trong có một cô gái đang ngồi trước máy tính bàn và gõ liên tục diệp kiều có chút sửng sốt đây không phải là nơi trước khi xuyên việt mỗi ngày mình đều thức đêm thiết kế sao thiệt quá đáng sợ mà bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ đến mức tự động tỉnh lại thấy cô đã tỉnh tiết sư nhanh chóng lên tiếng hỏi muội nhìn thấy gì rồi đồng thời tiết sư cũng thắc mắc tiểu sư muội vậy mà vào cái tỉnh lại liền linh khí đứng top ba phế như vậy sao diệp kiều ôm mặt thở dài ta nhìn thấy một cuộc sống của nô lệ vô sản tiết dư nghe xong càng khó hiểu muội ấy nói gì vậy sao ta nghe không hiểu có điều ta cũng không phải lần đầu tiên nghe không hiểu sau khi định thần lại diệp kiều kiên định nói ta thử lại được chứ có thể vừa rồi cách mở không ổn lắm tiết dư lại mở cuốn thư ra và niệm chú vài giây sau Diệp Kiều lại nhìn thấy một người đàn ông mập mạp đang lớn tiếng mắng mình. Cô vẽ cái gì vậy? Muốn chủ đề cũng không có, không có cả trọng điểm à, vẽ lại ngay tức khắc. Vài giây sau Diệp Kiều lại tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của Tiết Dư. Tiết Dư thở dài, linh khí này phế thật rồi. Diệp Kiều thở dài đưa tay sờ qua cuốn thư bất lực nói, "Bỏ đi, sơn hà đồ này cách xa ta càng xa càng tốt." Diệp Kiều không ngờ rằng sơn hà đồ này khiến cô nhớ lại toàn bộ chuyện ở hiện đại nhưng cô không hề hoài niệm cuộc sống ngày ngày thức đêm thiết kế chút nào cùng lúc đó mộc trọng hy mở cửa sông và hớn hở nói tiểu sư muội tam sư huynh ta và nhị sư huynh đã nướng thịt trong sân các ngươi mau đến bỏ qua chuyện cuốn thư ba người cùng nhau ra nơi nướng thịt trên gác nướng có vô số món ngon mộc trọng hy cùng diệp kiều phấn khích ăn không ngừng chu hành vân lúc này ở phía sau tiết sư nhìn đến gấp gáp trong lòng nghĩ còn chưa xong sao huynh đói rồi minh huyền đang ngon thì nhíu mày thắc mắc sao trời tối thế nhỉ mùi hương thịt nướng từ xa bay đến phòng của các môn phái khác tống hàn thanh hít phải làn gió mang theo hương thịt nướng liền cảm thán thơm quá đi mất hắn bất giác lên tiếng sân viện bên cạnh đang làm gì vậy tô chọc nghĩ một hồi rồi đáp nghe nói là đang chúc mừng bị mùi hương nước mũi kia phân tán tô chọc không nhịn được nuốt nước bọt nghĩ thơm quá trời ơi tống hàn thanh cũng thấy vậy nhưng giả bộ ho khẽ chúng ta đến tông bên cạnh xem xem hắn cười khổ ngửi mùi thơm như vậy căn bản không tịnh tâm được nói là làm Tống Hàn Thanh dẫn theo Tô Chọc đi ra ngoài giữa đường gặp phải đám người Diệp Kiều. Diệp Kiều lập tức quay phát đi cao giọng nói, nếu muốn ăn thì giao tiền trước đi. Không nhiều lời Tống Hàn Thanh lấy ra ba viên đá linh đưa về phía Diệp Kiều. Đây, ba viên đá linh đồng thời hắn cũng nghĩ đến đã đến rồi không thể vì chút đá linh mà từ bỏ. Vậy quá mất mặt. Tống Hàn Thanh không cam tâm tình nguyện đưa qua nhưng Diệp Kiều thì lại rất nhanh chóng đưa tay vui vẻ cướp lấy. Mộc Trọng Hy cầm vài xiên que bước tới, ta không được rồi, ăn không được nữa cho ngươi tiết dư cũng hào phóng tiến lên đưa đồ cho tống hàn thanh của ta cũng cho ngươi hết này tống hàn thanh nhìn đống đồ ăn trước mắt mà nuốt nước bọt liên tục nửa canh giờ sau tống hàn thanh ăn đồ đến no căng bụng nằm trên ghế thở dài đầy thỏa mãn diệp kiều nhìn chằm chằm vào tống hàn thanh hỏi đã ăn xong rồi ngươi còn chưa đi sao tống hàn thanh ngồi bật dậy nhíu mày đuổi cái gì mà đuổi ngươi không thấy trong đĩa của ta vẫn còn sao diệp kiều có chút khó tin ngập ngừng hỏi vậy là ngươi chuẩn bị ăn hết đống đó ở trong ngày ăn như thế có nổi không tống hàn thành nhìn diệp kiều như người ngoài hành tinh hắn dõng giặc nói ăn không hết thì ta mang đi không phải là được rồi sao nói xong câu đó tống hàn thanh liền đắc ý nghĩ không ngờ ta thông minh vậy sau này người của trường minh tông đừng mơ lừa tiền ta nữa minh huyền sững người nhìn theo khó hiểu tự hỏi hắn sao vậy trước kia hắn là đệ tử đứng đầu cơ mà diệp kiều cũng phải cảm thán ta phát hiện thời gian này tống hàn thanh thay đổi rất nhiều mộc trọng hi nghe vậy liền nghi hoặc lương thiện hơn chăng diệp kiều lập tức quay lại chen ngang không phải não tàn hơn. Xong xuôi hết trên đường trở về phòng Diệp Kiều vô tình trông thấy Tần trưởng lão. Cô nhanh chóng tiến lên chào Tần trưởng lão. Ông gật đầu rồi nói có tin tốt, có một tin không tốt không xấu. Các người muốn nghe tin nào? Diệp Kiều nhanh miệng hỏi tin tốt là gì? Tần trưởng lão nói tin tốt là mật cảnh 2 tháng sau mới khởi động. Các người có thể yên tâm. Đám người Diệp Kiều nghe vậy liền reo lên sung sướng. Dừng lại chút, Minh Huyền liền hỏi tin không tốt không xấu là gì? Tần trưởng lão lại chậm rãi lên tiếng, có người ủy thác nhiệm vụ cho Ngũ Tông trong vòng 2 tháng các ngươi có thể sẽ không được nghỉ ngơi. Niềm vui sướng chưa được bao lâu bọn họ đã như bị sét đánh. Cả đám cứng đờ không biểu cảm. Nghe thấy phải đi làm nhiệm vụ Minh Huyền dứt khoát lắc đầu nói. Không nhận. Nhiệm vụ gì có thể khiến ngũ tông ra mặt. Chúng ta không làm chuyện xấu. Anh chán ghét nghĩ trưởng Minh Tông cũng có nhiệm vụ chính là giết yêu thú. Từ đó kiếm được đá linh. Nhiệm vụ này không cần phải nhận ta không thiếu tiền. Tần trưởng lão hít mắt cười thần bí nói. Phần thưởng lần này là hỗn thuần châu. Cả Minh Huyền cùng Tiết Dư đều kinh ngạc vậy mà lại là hỗn thuần châu tiết dư chợt nói đó là viên tạo hóa khởi động thiên địa nghe nói phía trên còn đem theo duyên cơ nào đó mà thiên đạo để lại tần trưởng lão tiến lên vỗ vai mộc trọng hy đồng thời nhìn đám người diệp kiều cười đây là nhiệm vụ mà thành chủ của vân thủy thành ủy thác gần đây ma tộc có động tĩnh lớn ai có thể giải quyết ma tộc thì viên châu sẽ thuộc về người đó cố lên dừng chút tần trưởng lão nhìn thẳng về phía diệp kiều nói có điều diệp kiều ở lại tin tức này khiến cho mộc trọng hy ngẩn người sau đó anh không cam tâm lên tiếng kháng nghị, tại sao chứ? Dựa vào cái gì mà muội ấy ở lại? Tần trưởng lão nghe vậy liền hừ lạnh. Nó là kỳ cơ bản các ngươi có sao? Minh Huyền nhanh chóng cười tiến lên giơ tay. Ta đỉnh cấp kỳ cơ bản, nhưng không như anh mong đợi. Tần trưởng lão nhíu mày quát lớn. Ngươi cũng phải đi, đừng tìm cớ. Đúng lúc đi theo để luyện tập. Diệp Kiều ở một bên cười tươi an ủi. Không sao, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ các ngươi mà. Mặc dù cơ thể ta không đi nhưng linh hồn luôn cùng các ngươi. Tần trưởng lão gật đầu, như vậy là yên tâm được rồi. Trong lúc Diệp Kiều đang vui mừng vì thời gian tới có thể sẽ có nhiều thời gian trống, thì đúng lúc Tần trưởng lão liếc mắt thông báo. Diệp Kiều cũng không thể rảnh rỗi, ta tìm tiểu sư thúc các ngươi đến luyện tập, tốc độ phản ứng và trình độ thành thục trận pháp cho nó. Hắn là một bùa tu giỏi. Cùng lúc này gần chỗ bọn họ đứng bỗng xuất hiện một nam nhân đang che miệng ngáp dài. Anh ta là Tạ Sơ Tuyết, đỉnh chủ đỉnh bùa. Anh ngễ oải nói, "Ta đến rồi, ta chính là tiểu sư thúc của các ngươi, Tạ Sơ Tuyết." Tạ Sơ Tuyết nhanh chóng tiến lên đứng trước mặt Mộc Trọng Hy hỏi, "Ngươi chính là Diệp Kiều?" Đồng thời đưa tay bóp má của Mộc Trọng Hy mà cười phá lên. Nhìn rất ngốc vậy mà có thể lấy được đầu bảng sao? Diệp Kiều đứng ở phía sau kinh ngạc trố mắt nghi hoặc. Hắn mù rồi sao? Tên ta giống nam nhân sao? Minh Huyền tiến lên an ủi cô. Tiểu sư thúc thiểu năng nhiều năm rồi. Sư phụ chúng ta còn mặc kệ. Muội hiểu chút đi. Mộc Trọng Hy đưa tay xoa hai má đỏ bừng của mình. Gắng sức mở miệng. Tiểu sư thúc muội ấy mới là người thúc cần tìm. Tạ sơ tuyết cười ngượng. Ôi chào, ta biết rồi. Vừa rồi là trêu ngươi thôi mà. Tần trưởng lão thấy thời gian đã đến liền ho khẽ nhắc nhở. Nháo đủ rồi thì mau chóng xuất phát. Hành vân. Bốn người các ngươi đến Vân Thủy thành một chuyến có nguy hiểm phải bóc vỡ ngọc giản, để thông báo. Trước khi rời đi Minh Huyền còn không quên nhắc nhở. Tiểu sư thúc rất xấu xa. Mỗi cách xa thúc ấy chút nhá. Tiết sư bất lực quay lại nói. Ngươi yên tâm đi. Đám người mộc trọng hy vừa đi khỏi. Tạ Sơ Tuyết cũng lại gần cô không để cho cô kịp phản ứng đã búng tay bày pháp trận, rồi, sau đó hời hợt thông báo, "Đến đi, sớm làm xong sớm về ngủ." Anh cười vô hại mà hỏi tiếp, "Chuẩn bị xong chưa? Không cho Diệp Kiều cơ hội phát biểu, trận pháp đã được bắt đầu." Phía trước mặt cô khi này bỗng xuất hiện một cột sáng chói mắt. Diệp Kiều xem xét một hồi rồi không tin được tự hỏi, "A, à, sao có thể có kiếm khí còn có hỏa cầu?" "Đừng qua đây." Diệp Kiều hoảng loạn vừa quay đầu bỏ chạy vừa la lớn cô khi này cũng bị dọa sợ nước mắt rơi lã chã. Tạ Sơ Tuyết nhìn về phía Diệp Kiều trầm ngâm nói, "Ta nhìn thấy chút đá lưu ảnh của ngươi, hình như ngươi rất thích đánh kẻ địch, thỉnh thoảng đúng là có tác dụng, nhưng nhỡ đâu gặp người phản ứng nhanh hơn ngươi thì ngươi chỉ có thể bị chế ngự." Dừng lại nhìn cả người Diệp Kiều toàn là vết thương, liền cười chậm rãi lấy ra một tấm bùa nói tiếp, "Cho nên chúng ta tiếp tục." Diệp Kiều khi này khóc không ra tiếng, cô tiếc thương cho số phận mình khi lại bắt đầu phải vào một cuộc giày vò mới của Tạ Sơ Tuyết thời gian trôi qua thật nhanh đã đến sáng ngày hôm sau diệp kiều mệt mỏi gắng gượng ngồi dậy trầm tư nghĩ vậy coi như mình miễn cưỡng tìm được mắt trận ra ngoài rồi may mà tiểu sư thúc còn chút lương tâm phía sau không vẽ thêm trận pháp công kích nếu không ta có thể không đỡ nổi ba ngày cùng lúc diệp kiều đang đầy đau đớn ngồi gục giữa sân thì tạ sơ tuyết khi này mới uể oải ngáp lớn bước ra ngoài anh ta gật đầu khen ngợi ra rồi khá nhanh đấy diệp kiều có chút khó hiểu quay lại nhìn trầm trầm vào mặt của tạ sơ tuyết để tìm đáp án tạ sơ tuyết cũng nhanh chóng hô lên vậy thì lại chưa kịp nói hết câu thì diệp kiều đã chạy lại kéo vạt áo của tạ sơ tuyết nước mắt rơi không ngừng thật đáng thương mà tiểu sư thúc ta không thể tiếp tục được nữa minh huyền năm đó cũng như vậy sao tạ sơ tuyết tỏ ra vô hại gật đầu đúng thấy được cái gật đầu đó diệp kiều lập tức ngã ngửa ra mặt đất tạ sơ tuyết ngơ người nhìn hành động đó của cô khó hiểu nghĩ không phải chứ không chỉ giày vò như vậy sao ta nhớ minh huyền và tiết dư trước kia lực sinh mạng khá mạnh Ta lúc đó quá vui nên nghiên cứu ra một phương pháp nướng mông trẻ em, càng nghĩ Tạ Sơ Tuyết càng đắc ý, đúng là hồi ức quý báu mà. Tần trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện từ xa ông đã nhìn thấy Diệp Kiều nằm vật ra đất, nên hết sức lo lắng. Ông không nghĩ ngợi nhiều vung tay đánh một cái thật mạnh vào đầu của Tạ Sơ Tuyết quát lớn, "Ngươi làm gì đệ tử của ta rồi?" Tạ Sơ Tuyết cười xòa đáp, "Cô ta không sao." Diệp Kiều nhỏ bé đáng thương mang theo ánh mắt vô lực liếc lên nhìn Tạ Sơ Tuyết hỏi, "Tiểu sư thúc có mùi truyền không?" Cô nhíu chặt mày tính toán ta muốn đi tìm đại sư huynh đời này không muốn chào hỏi trận pháp nữa tạ sơ tuyết ánh mắt long lanh thích thú nhìn diệp kiều nói không có mùa truyền rồi có điều ngươi có thể từ trận truyền tạ sơ tuyết cố gắng đưa ra nhiều lý lẽ để thuyết phục diệp kiều trận truyền mặc dù làm phí thời gian một chút nhưng một lần có thể đưa nhiều người dứt lời rũ bỏ đi sự thờ ơ đùa giỡn tạ sơ tuyết trở nên nghiêm túc lên tiếng hỏi muốn học không ta dạy ngươi chưa kịp chuẩn bị gì cả thì tạ sơ tuyết đã bày trận pháp dưới chân cô khi này lại xuất hiện một trận pháp Diệp Kiều trợn tròn mắt bất mãn. Cô hết sức kháng nghị. Không, dây sau thì bị bắn thẳng lên trên cao. Tần trưởng lão vô cùng bất mãn liếc nhìn tạ sơ tuyết. Trước sự giận dữ ghê gớm của tần trưởng lão, tạ sơ tuyết chỉ cười ngượng nói. Mau xem, tư chất của ta không thấy đâu nữa rồi. Không đôi coi nhiều tần trưởng lão dùng lực đánh mạnh, vào đầu tạ sơ tuyết một cái lớn giọng hỏi. Diệp kiều nhà ta đâu? Tạ sơ tuyết ngã sóng xoài trên mặt đất nhỏ giọng đáp. Hình như bị trận pháp truyền đưa đi rồi. Cụ thể ta cũng không biết sẽ bị truyền đi đâu chỉ có thể chúc cô ta may mắn. Khi này bên phía Diệp Kiều cô bị truyền đến một địa điểm khác. Cô tò mò nhìn xung quanh. Đây là đâu? Trận truyền và bùa truyền giống nhau. Cái gì cũng tốt. Chính là vị trí không cố định. Nhàm chán cô bắt lấy con gà KFC ra ngoài rồi nghĩ. Bảo đảm an toàn thì tìm nơi an toàn tránh trước. Quan sát tình hình xung quanh Diệp Kiều khi này nhìn chằm chằm con KFC tính toán. KFC người màu đỏ quá trói mắt. Vào trong tay áo trốn đi. Đã đảm bảo được KFC không bị phát hiện. Diệp Kiều lại thở dài tiểu sư thúc đúng là không đáng tin. Ta chỉ muốn một truyền, thúc ấy lại đưa ta đi luôn. Vừa tiến về phía trước Diệp Kiều vừa lẩm bẩm sau này nhất định phải cách xa thúc ấy. Đang chậm rãi bước đi bỗng nhiên có tiếng động phát ra, bịch bịch, một đoàn người cứ thế nối đuôi nhau. Diệp Kiều muốn quan sát xem họ đang làm gì. Cô nhanh chóng lấy ra bùa ẩn thân dán lên người. Diệp Kiều tò mò, ở đây vậy mà có doanh trại binh sĩ, Ý phục bây giờ của ta quá chói mắt. Phải đổi bộ khác mới được C vừa nói Diệp Kiều, vừa mau chóng thay đổi cô đứng nép ở một bên kiên nhẫn đợi đoàn lính đi cô chậm rãi đi theo phía sau quan sát một hồi đến một thời điểm thích hợp diệp kiều dứt khoát bịt chặt miệng của tên lính cuối cùng đồng thời đánh ngất hắn cô nhanh chóng kéo tên lính kia vào một bụi cây đổi trang phục của hắn xong còn có chút áy náy nên thầm nghĩ mạo phạm rồi diệp kiều dùng tay chỉnh lại phục trang trên người nhíu mày nghĩ nơi quỷ này sao nhìn đâu cũng nguy hiểm phải mau chóng nghĩ cách chạy vẫn còn đang nghĩ dở dang cô bị một bàn tay lớn đập mạnh vào đầu một tên lính khác quay lại nhìn cô mắng lên hồi trộm lười diệp kiều dùng ánh mắt khó hiểu nhíu mày hắn đang nói tiếng gì vậy lẽ nào coi ta thành binh sĩ nghĩ ta đang trộm lười đăm chiêu tính toán thấy cũng rất hợp lý diệp kiều liền ra quyết định người thức thời là trang tuấn kiệt bây giờ chạy e là sẽ chết rất thảm ta vẫn giả vờ trước tìm thời cơ chuồn bước vài bước lớn diệp kiều cuối cùng cũng đuổi kịp được đám binh sĩ cô khi này nghe họ nói ngày mai vân thủy thành người đến đủ rồi binh sĩ bên cạnh bỗng nhiên cười lớn ngũ đại tông có đi không có về nghe đại khái được câu chuyện khiến diệp kiều rơi vào trầm tư lẽ nào mấy người này là ma tộc trong truyền thuyết từ ngữ của họ có từ có thể nghe được có từ nghe không hiểu có điều năng lực học tập của ta cũng được chắc không thành vấn đề đi mãi cuối cùng cũng đến danh trại ma tộc các binh sĩ dừng lại cùng nhau xếp tròn bên ngoài chỗ lửa trại diệp kiều khi này dùng ngôn ngữ ma tộc hỏi binh sĩ bên cạnh chúng ta lúc nào đến vân thủy thành hỏi xong cô liền đắc ý nghĩ chỉ là từ ngữ ma tộc quả nhiên không làm khó được ta Binh sĩ bên cạnh nghe vậy liền liếc mắt nhìn cô rồi trả lời. Hai ngày nữa, Diệp Kiều lại tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta không mau chóng lên đường sao? Binh sĩ kia ngạo mạn nói. Dù sao đám đệ tử thân truyền đó đã đến Vân Thủy Thành rồi. Bắt họ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng vì bảo đảm thì chúng ta đợi thánh nữ qua đã. Diệp Kiều lo lắng vội vàng hỏi lại. Thánh nữ cũng đến sao? Cô nhíu mày nghĩ sự phụ hoàn toàn không hề nhắc đến nhân vật thánh nữ của ma tộc này. Mình còn cho rằng nhiệm vụ lần này của ngũ tông rất đơn giản, nếu nguy hiểm như này thì tông khác cũng không yên tâm để đệ tử thân truyền đi không phải là tình báo của ngũ tông có sai sót ở đâu chứ đang mải mê suy nghĩ thì binh sĩ bên cạnh đã lớn tiếng đợi là được đợi thánh nữ của chúng ta đến rồi thì nhất định sẽ đánh cho đám thân truyền không biết sống chết của ngũ tông một trận diệp kiều thấp thỏm đứng dậy cố gắng bình thản nói ta đi vệ sinh chút cô vừa đi vừa tính toán phải mau chóng dùng ngọc bối liên hệ với sư phụ nói cho họ tin tức mình nắm được đã đi được một đoạn xa diệp kiều mới quay lại liếc trộm đám binh sĩ ma tộc kia cô nhanh chóng lấy ngọc bối truyền linh lực tần trưởng lão khi này nhận được tín hiệu ông vui mừng đến phát khóc hô lớn tạ trời đất cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi diệp kiều ngươi bị đưa đi đâu vậy có nguy hiểm không diệp kiều đưa tay sờ đầu cười ngượng nói ra người có thể không tin ta đến đại bản doanh của ma tộc rồi tần trưởng lão nghe vậy tức giận liếc mắt nhìn tạ sơ tuyết nhìn chuyện tốt ngươi làm kìa tạ sơ tuyết đứng một bên bối rối bào chữa sao không phải cô ta muốn bồi truyền sao ta còn hào phóng cho cô ta trận truyền không phí lời để cãi nhau với Tạ Sơ Tuyết, Tần trưởng lão nghiêm nghị dặn dò Diệp Kiều: ngươi cẩn thận đừng làm loạn, ma tộc không phải nơi ngươi có thể tùy tiện. Có cơ hội thoát thân không? đến lúc đó ta phải người đi tiếp ứng ngươi. Diệp Kiều thành thật đáp: tạm thời không chạy được. Dừng chút cô bỗng hơi lớn giọng: có điều nếu ta đã vào địa bàn của ma tộc rồi thì nhiệm vụ này ta cũng tham gia. đến lúc đó nhớ chia thưởng cho ta nữa. Cùng lúc đó ở Vân Thủy Thành, Mộc Trọng Hi nhàm chán ngáp dài: chúng ta phải đi đâu tìm ma tộc chứ? cảm giác không có nơi nào kỳ lạ chút manh mối cũng không có minh huyền ngồi phía đối diện cũng thở dài nếu tiểu sư muội ở đây thì muội ấy sẽ làm thế nào nhỉ vừa mới dứt lời ngọc bối của minh huyền sáng lên một giọng nói quen thuộc cùng lúc vang lên này này rồi sau đó hình ảnh của diệp kiều xuất hiện đám người mộc trọng hy trợn mắt kinh ngạc hô lên tiểu sư muội cô nhìn thấy bọn họ cũng cười vui vẻ hai bốn vị sư huynh lâu rồi không gặp sau diệp kiều liền gấp gáp nói các huynh có thể tra tin tức về thánh nữ của ma tộc không? Mau cho ta." Minh Huyền nhíu mày hỏi lại. "Thánh nữ? Thánh nữ của ma tộc cũng muốn qua đây sao? Không phải chứ? Không phải nói nhiệm vụ lần này không nguy hiểm sao?" Diệp Kiều lên tiếng nhắc nhở. "Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, các huynh cẩn thận chút. Bên phía ma tộc có 78 người kỳ kim đan." Minh Huyền nghi hoặc hỏi sao muội biết có 78 người chứ? Diệp Kiều thản nhiên đáp, "Ta đang ở bên ma tộc, các huynh mau tra tình hình cụ thể ma tộc đi, càng chi tiết càng tốt." Minh Huyền bị câu trả lời của Diệp Kiều làm cho hết hồn. Ma tộc. Lúc chúng ta không có manh mối, mà tiểu sư muội đã chạy đến ma tộc rồi. Minh Huyền dây sau cúi đầu ôm mặt cảm thán. Đây là sự khác biệt giữa người với người sao? Tiết Dư trầm lặng một hồi cũng lên tiếng. Tiểu sư muội, chúng ta đang ở trong thành tìm tin tức, nhưng cha không được manh mối hữu dụng nào. Diệp Kiều có chút sửng sốt. Các huynh lẽ nào không nghĩ đến ra tay từ phủ thành chủ sao? Đồng thời cô nghĩ thầm. Trời ạ, họ chưa nghĩ đến có thể trong thành căn bản không có vấn đề có vấn đề là phủ thành chủ sao? Nhận được sự gợi ý của Diệp Kiều. Mộc Trọng Hy bỗng hô lớn. Đúng, nói vậy thành chủ đúng là rất kỳ lạ. Anh cẩn thận xem xét lại. Không nói một thành trì nhỏ lấy đâu ra hỗn thuần đan. Nhưng hắn nhờ chúng ta giúp đỡ lại hoàn toàn không cung cấp manh mối. Mỗi lần hỏi đều nói qua loa. Chu Hành Vân im lặng từ đầu giờ cũng đã lên tiếng khẳng định. Chuyện này không đơn giản chúng ta cùng các đệ tử tông khác cần mở cuộc họp thảo luận. Nghĩ liền làm. Đám người Chu Hành Vân liền mời các tông khác đến để thảo luận kỹ hơn cả đám người đã tập trung đông đủ. Tiết Dư khi này đặt chén trà xuống bàn nói, "Đầu tiên theo như manh mối của tiểu sư muội nhà ta cung cấp, ma tộc có thánh nữ Kỳ Nguyên Anh." Mộc Trọng Hy bất lực gục đầu. Một Kỳ Nguyên Anh có thể đánh bạc tu sĩ hậu kỳ Kim Đan, này căn bản không phải nhiệm vụ mà chúng ta có thể nhận. Mộc Trọng Hy tức giận kêu lớn, "Lẽ nào nói tin tức của bên phía Ngũ Tông có vấn đề sao? Mạng lưới tình báo của họ phế vậy sao?" Minh Huyền cẩn thận phân tích, nói không chừng là luyện tập khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của chúng ta. Tống Hàn Thanh đứng dậy đập bàn. Không cam tâm, cứ như vậy chỉ có thể đánh vòng còng ở đây. Ta định đến ma tộc nghe ngóng tình hình. Các người có ai muốn đi cùng ta không? Diệp Thanh Hàn cảm thấy Tống Hàn Thanh nói có lý. Hắn gật đầu ta cũng đi. Minh Huyền lạnh lùng nói thẳng. Các người định đi thật sao? Theo ta biết ma tộc có 78 kỳ kim đan. Các ngươi đi e là sẽ bị bắt. Diệp Thanh Hàn nghe vậy liền lớn tiếng chế nhạo. Nguyên nhân trưởng Minh Tông các ngươi luôn đứng bét là vì quá nhát gan. Mộc Trọng Hy tức giận nghiến răng đe dọa ngươi có phải muốn đánh nhau không diệp thanh hàn nhếch miệng sợ ngươi chắc tiết dư vội vàng tiến lên cản mộc trọng hy lại bỏ đi bỏ đi đánh nhau làm tổn hại hòa khí nếu các ngươi muốn đi thì đi đi minh huyền bên cạnh cũng gật đầu đúng dù sao có người muốn chết chúng ta cũng không cản được cả tống hàn thanh và diệp thanh hàn bị nói vậy liền tức giận quay người rời đi đồng thời diệp thanh hàn lạnh giọng nói nhiều với họ cũng vô ích chúng ta cứ đi thôi ba ngày sau tại đại bản doanh ma tộc trong lúc đi lang thang diệp kiều vô tình nghe được hai binh sĩ đi tuần đang thì thầm to nhỏ với nhau nghe nói chưa đại nhân chúng ta mới bắt được hai thân truyền nghĩ vậy cô lo lắng tiến lên hỏi bắt được ai vậy binh sĩ kia cũng cố gắng nhớ lại đáp hình như là vấn kiếm tông và nguyệt thanh tông nghe thấy không phải mấy vị sư huynh nhà mình diệp kiều khi này mới thở phào là vấn kiếm tông và nguyệt thanh tông vậy không vội rồi họ đáng nói đến ma tộc lại khiến cho diệp kiều cảm thán lại nói phân hóa giai cấp của ma tộc khác nghiêm trọng như đại ma đầu bị nhốt trong mật cảnh trước kia ít nhất cũng là nhân vật trưởng lão. Cho nên hắn không nói tiếng chim cũng không mặc y phục sám này. Đang suy nghĩ miên man bỗng Diệp Kiều thích thú nghĩ. Có rồi, tối ta đi gặp hai thân chuẩn bị bắt chút. Ở trong đại danh trại ma tộc mấy ngày Diệp Kiều cũng hiểu được vài quy tắc ngầm ở đây. Do vậy cô lẳng lặng đi ra một nơi kín đáo lấy ra linh thạch cô nghĩ. Sau khi uống đan dược che giấu tu vi, mặc y phục có màu giống y phục của những ma tộc khác vào. Sau khi cải trang xong cả người Diệp Kiều nổi bần bật đầy khí thế. Cô nghênh ngang bước đi giữa đám binh sĩ. Đợi Diệp Kiều đi được một đoạn xa, một binh sĩ mới dám nhỏ tiếng hỏi, "Đây là ai vậy?" Binh sĩ bên cạnh cũng nghi hoặc, "Người phía trên phái đến giám sát chúng ta à?" Vì ai cũng tò mò, một tên binh sĩ không kìm được tiến lên hỏi, "Ngươi là?" Diệp Kiều không hề hoảng loạn, cô bình thản đáp, "Thánh nữ phái ta đến kiểm tra hai thân truyền mà các ngươi vừa bắt được." Mặc dù trả lời như vậy, những binh sĩ kia vẫn có vẻ nghi ngờ. Diệp Kiều thấy vậy liền giả bộ nổi giận, đưa chân đạp vào người hắn và hét lớn, "Ngây ra đó làm gì? Muốn chết à?" đám binh sĩ thế mà bị dọa đến mức tái mét mặt mày. Một tên binh sĩ gần đó tức thời chạy lại nhẹ giọng cầu xin. Ô thì ra là đại nhân phía trên phái đến. Hai thân truyền đó đang ở trong nhà lao. Không biết thánh nữ nói như thế nào. Ngài là vị đại nhân nào? Diệp Kiều nghe hắn hỏi vậy thì nhách miệng hỏi lại. Ô, ngươi muốn biết ta là ai? Dứt lời cô trở nên đáng sợ. Cười nham hiểm đồng thời dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tên binh sĩ kia. Thấy người trước mặt có khí chất áp bức như vậy, khiến cho binh sĩ sợ hãi vội vàng lắc đầu. Không không dám, bây giờ ta sẽ dẫn ngài đi ạ. Vào đến trong đại lao. Diệp Kiều thuận miệng hỏi. Định xử lý hai thân truyền vừa bắt được như thế nào? Binh sĩ kia thành thật đáp. Cứ nhốt lại trước. Đám tu sĩ này rất trọng tình trọng nghĩa. Những thân truyền khác mà bọn ta biết bọn chúng bị bắt thì chắc chắn sẽ đến cứu người. Khi đó chúng ta sẽ một lưới tóm gọn. Càng nói tên binh sĩ dẫn đầu càng đắc chí hắn cười lớn. Chỉ là thân truyền giới tu chân. Không đáng để trong mắt. Rồi sẽ có một ngày ma tộc chúng ta thống nhất giới tu chân. Diệp Kiều nhìn tên binh sĩ kia mà bó tay đám ma tộc này thích cười lớn ghê càng tiến gần đến phòng giam diệp kiều càng tò mò ta còn đang nghĩ là ai thích đi vào chỗ chết như vậy xông vào đây bất chấp nguy cơ bị bắt đi thêm vài bước nữa thì cũng đã đến được phòng giam khi nhìn thấy hai thân chuẩn bị bắt diệp kiều lắc đầu thầm nghĩ thì ra là hai con ngoại long tống hàn thanh và phượng sổ diệp thanh hàn này diệp thanh hàn thấy có người đến lập tức lớn giọng nói cứ đợi đó rồi sẽ có một ngày ta săn bằng ma giới diệp kiều đứng ở ngoài nghe thấy vậy liền cười thầm không hổ danh là phượng sổ phiên bản tu chân đã vào nhà lao rồi mà còn không quên mạnh miệng. Hắn cũng không nhìn xem nơi này là địa bàn của ai. Binh sĩ kia tức giận hùng hồ mở cửa bước tới trước mặt Diệp Thanh Hàn, đạp mạnh vào người hắn một cái. Đồng thời quát, to gan, dám vô lễ với đại nhân. Diệp Thanh Hàn không cam tâm lớn tiếng phản bác, muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Bọn ta là đệ tử chính đạo tuyệt đối không cúi đầu trước các ngươi. Diệp Kiều yên lặng đứng xem trong lòng suýt xoa. Chật chật, cũng có khí phách đó chứ tống hàn thanh bên cạnh không nhìn nổi nữa vội vàng nói nhỏ nhắc nhở diệp thanh hàn ngươi không muốn sống thì đừng có kéo ta theo nha tống hàn thanh bực bội vội lướt người bên cạnh mà thầm mắng tự mình ra vẻ còn kéo ta theo ta chưa có muốn chết đâu diệp kiều không muốn lãng phí thời gian nữa cô dùng tiếng ma tộc quát ngây ra đó làm gì cút ra ngoài đi tên binh sĩ kia ngoan ngoãn gật đầu dạ dạ ta sẽ ra ngoài ngay ạ thấy binh sĩ kia đã đi diệp kiều mới mở miệng hỏi diệp thanh hàn và tống hàn thanh các ngươi đến ma tộc để làm gì Diệp Thanh Hàn lại tiếp tục hùng hổ. Tất nhiên là rồi sẽ có một ngày săn bằng ma tộc nhỏ bé của các ngươi. Tống Hàn Thanh ở cạnh thở dài nhắc nhở. Ngươi bớt nói hai câu đi. Đồng thời khi này Tống Hàn Thanh bỗng nhíu mày nghĩ. Nhưng mà kể ra, thì sao mình cảm thấy giọng nói của ma tộc này có hơi quen quen nhỉ? Cả Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh đều run sợ. Tống Hàn Thanh nghĩ thầm. Vãi, nửa đêm qua đây là gì? Diệp Thanh Hàn cũng nhíu mày khó hiểu. Sao ánh mắt cô ta kỳ lạ thế? Rốt cuộc là muốn sao đây? Diệp Kiều nhìn vào biểu cảm của hai người kia thì bị ngơ người một chút. Nghĩ biểu cảm của các ngươi đúng là đặc sắc. Bổ não ta thành mãnh thú gì rồi? Sau đó cô bỗng cười phá lên. Cả hai thầm nghĩ, ma tộc này đột nhiên điên rồi sao? Cười một hồi Diệp Kiều từ từ tháo mặt nạ xuống nháy mắt. Hello, nhớ ta không? Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không? Cả Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh đều chết sững. Họ mở lớn mắt không tin được đồng thanh hô Diệp Kiều. Tại vấn kiếm tông lúc này, bên trong một gian phòng lớn đang tổ chức hội nghị trưởng lão của các tông. Một trưởng lão lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Bây giờ tình hình bên các ngươi thế nào rồi? Trưởng lão của vấn kiếm tông co mày đáp. Diệp Thanh Hàn vào địa lao ma tộc rồi. Trong lúc ai nấy đều có vẻ bế tắc thì tần trưởng lão lại điềm tĩnh ngồi vuốt dâu. Ông thản nhiên nói. Đồ đệ nhà ta vẫn ổn. Nó mới chào hỏi đệ tử nhà các ngươi đấy. Các ngươi muốn nghe động tĩnh không? Dứt lời tần trưởng lão liền lấy ngọc hồi ra để kết nối nó với ngọc hồi của Diệp Kiều mới kết nối thành công đã nghe thấy tiếng Diệp Kiều nói vọng vào. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không? Nghe thấy những lời đó trưởng lão của Vấn Kiếm Tông và Nguyệt Thanh Tông chỉ biết cúi đầu thở dài. Trở lại địa lao ma tộc, Diệp Kiều lên tiếng giễu cợt. Ta xem xem đây không phải Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh sao? Sao mấy ngày không gặp đã bị bắt rồi? Hai người các ngươi gọi là đệ tử thân truyền gì chứ? Sau này gọi là tổ hợp bất ngờ đi. Càng nói Diệp Kiều càng cười lớn. Đồng thời khi này cô chợt nghĩ. Một Hàn Thanh một Thanh Hàn, tên đúng là khá thú vị mà diệp thành hàn nhanh chóng định thần lại tò mò lên tiếng hỏi sao ngươi vào đây còn tống hàn thanh ở bên cạnh than thầm sau cùng là hoàn thành nhiệm vụ mà cách của diệp kiều và chúng ta không giống nhau hắn hết sức mệt tâm thở dài nói chúng ta xông vào địa bàn của kẻ địch còn diệp kiều này là trà trộn vào trại địch làm lão đại không nhiều lời diệp kiều mau chóng cởi trói cho hai người bọn họ cô hết sức bình tĩnh nói yên tâm được rồi ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài an toàn nói xong bỗng hai mắt cô sáng lên quay đầu khẽ reo bây giờ chúng ta bắt đầu chạy trốn thôi cả hai người diệp thanh hàn và tống hàn thanh bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngây ngốc đứng bất động tống hàn thanh khó hiểu lớn tiếng hỏi với theo tại sao phải chạy những ma tộc đó không phải nghe lời ngươi sao diệp kiều vừa chạy vừa quay đầu lại cười đáp đó là ta lừa bọn họ thôi ta tùy tiện tìm một bộ y phục khác màu nói vài câu tạm thời lừa họ họ chắc sẽ phát giác ra nhanh thôi đừng hỏi nữa mau chạy quả thật như lời dự đoán của diệp kiều bọn họ chạy chưa được bao xa đã bị lính đi tuần phát hiện ra hai tên tù nhân đã trốn thoát lính canh hô lớn hai tên thân truyền trong địa lao trốn rồi mau đi tìm đi đám người diệp kiều thật may mắn lúc đó trốn được phía sau tản đá nhận thấy tình hình thật nguy hiểm tống hàn thanh tức giận lên tiếng quát không phải ngươi nói đưa chúng ta ngoài sao diệp kiều không hề sợ hãi trước sự tức giận đó của tống hàn thanh cô thản nhiên đáp ta nói đưa các ngươi ra chứ không phải bây giờ tống hàn thanh bị cô nói cho tức chết hắn nghẹn họng lắp bắp ngươi người phía bên các trưởng lão thì ai nấy đều khó tin họ thở dài nghĩ hai hậu kỳ kim đan lại dựa vào một kỳ cơ bản đưa các ngươi chạy trốn chuyện này đúng là quá hoang đường rồi đã tìm được nơi ẩn trốn tống hàn thanh liền lấy ra vài lá bùa ta còn vài lá bùa nhưng kim đan của ma tộc quá nhiều dùng bùa truyền sẽ lộ khí tức hơn nữa ma tộc phát hiện chúng ta chạy trốn đã dùng trận pháp cắt đứt liên kết với bên ngoài cho nên tỷ lệ thành công chạy thoát không lớn diệp kiều nghĩ một hồi liền đưa tay vào trong vạt áo ta có bùa dịch chuyển Tống Hàn Thanh nhìn tấm bùa kia mà nhíu mày khinh thường. Bùa chuyển không có tác dụng, bùa dịch chuyển của ngươi cũng vậy." Diệp Kiều bỗng cười xảo trá đáp, "Ai nói ta muốn ra ngoài chứ?" Trước khi hành động, Diệp Kiều lên tiếng nhắc nhở, "Các ngươi nấp cho kỹ đừng để ta lại phải đến cứu." Chút gặp lại, dứt lời Diệp Kiều đập mạnh lá bùa vào người mình. Chỉ một giây sau cô liền biến mất trước mặt của Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh. Tống Hàn Thanh khó hiểu hỏi, "Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Thanh Hàn bên cạnh cũng bất lực đáp, "Ai biết chứ? Đám người ma tộc đúng là nhanh nhạy chỉ mới dùng bùa thôi mà đám binh sĩ đã nhao nhao bàn tán họ dùng bùa rồi có linh khí khí tức hình như là nữ dục trì chúng ta mau đi xem xem tại nữ dục trì khi này có vài ba nữ nhân đang ngâm mình trong nước diệp kiều nhẹ nhàng xuất hiện cô từ từ cẩn thận lấy đi trang phục của họ vừa lấy vừa không ngừng nghĩ xin lỗi tiểu thư ta là ép phải lấy đi bộ y phục này mười mấy viên đá linh thượng phẩm này coi như là bồi thường sau khi để đống linh thạch ở lại diệp kiều mới chậm rãi rời đi Cùng lúc đó đám binh sĩ cũng đã kéo đến trước nữ dục trì. Họ đứng bên ngoài bàn tán không ngừng. Diệp Thanh Hàn đứng một bên quan sát không nhịn được hùng hổ. Ta xông ra quyết chiến với họ. Cũng may bên cạnh có Tống Hàn Thanh nhanh tay giữ lại. Hắn ta tức tối quát. Người muốn chết thì đừng kéo thêm ta vào. Đến khi này Tống Hàn Thanh mới tràn đầy sự hối hận. Nghĩ rốt cuộc sao lúc đầu ta lại đi cùng Diệp Thanh Hàn đến chứ. Còn không đáng tin bằng Diệp Kiều. Hai người đang mải tranh cãi thì Diệp Kiều đã trở về. Cô khẽ nói ta về rồi đây diệp thanh hàn sững người nhìn chằm chằm diệp kiều y phục từ đâu ra vậy diệp kiều vẻ mặt nghiêm túc đáp trộm từ nữ dục trì tống hàn thanh tròn mắt cảm thán người biến thái diệp kiều tức giận quát lại người mới biến thái ấy dứt lời cô liền ném hai bộ y phục của ma tộc cho họ đồng thời nói các ngươi thay y phục của binh sĩ ma tộc đi chút nữa đi theo ta tống hàn thanh nhíu mày nghi hoặc hỏi người muốn làm gì vậy diệp kiều vừa đeo khăn trùng mặt vừa dõng dạc giải thích ta đã thăm dò tin tức cụ thể của thánh nữ ma tộc xem ra cô ta phải hai ngày nữa mới tới nhưng nghe nói chê cơm quá khó ăn, nên tạm thời chưa qua. Nếu chúng ta nhanh chút hoàn toàn có thể bắt cá lớn trước khi họ tới. Diệp Thanh Hàn không tin tưởng cao giọng hỏi lại. Ngươi muốn giả thánh nữ? Chắc chắn chưa? Diệp Kiều hừ lạnh. Cái gì mà ta? Ngươi! Chú ý ngữ khí khi nói chuyện với thánh nữ cho ta. Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn bất lực nhìn về phía Diệp Kiều nghĩ. Không phải ngươi thích ứng thân phận thật nhanh. Một khắc sau tại danh trại của ma tộc, Diệp Kiều nghiêm giọng nhắc nhở. Đợi chút nữa ma tộc hỏi thì các ngươi đối phó theo ngôn ngữ ma tộc, mà ta vừa dạy nhớ chưa? Tống Hàn Thanh nghe thấy tiếng bước chân liền cảnh báo, người đến rồi. Diệp Kiều đắc ý đến thật đúng lúc, dứt lời cô bố trí trận pháp. Diệp Thanh Hàn ngơ ngẩn nhìn theo, nghĩ cô ta đang làm gì vậy? Một tên vệ binh của ma tộc tiến về phía đám người Diệp Kiều, dùng ngôn ngữ của ma tộc hỏi, "Các ngươi là ai?" Hắn ta đồng thời nhìn Diệp Kiều rồi nhíu mày nghĩ, "Đám người này rốt cuộc là ai? Sao nhìn không ra tu vi?" Có điều từng nghe nói nhân loại gian xả có một đan dược có thể ẩn giấu tu vi, lẽ nào họ là thân truyền chúng ta đang tìm. Sau một vài giờ học tập miệt mài Diệp Thanh Hàn, hiện tại tự tin nghiêm giọng dùng ngôn ngữ của ma tộc quát lớn, đến thánh nữ của các ngươi cũng không nhận ra. Đám vệ binh nghe vậy sợ hãi vô thức lùi về sau. Diệp Kiều ở phía sau nhìn biểu hiện của Tống Hàn Thanh thì hài lòng nghĩ, không tồi, không hổ là nam chủ khẩu vị ép vương này của Diệp Thanh Hàn đúng là oai phong. Một khoảnh khắc đều lên hết. Tên vệ binh kia nghe vậy sững người ngập ngừng nhỏ giọng hỏi, thánh nữ ngài về lúc nào vậy mặc dù có chút sợ hãi nhưng tên vệ binh kia vẫn cẩn thận đưa mắt đánh giá đám người diệp kiều hai nam nhân trước mặt này hình như là hậu kỳ kim đan cho nên người này thật sự là thánh nữ kỳ nguyên anh của chúng ta sao tính thời gian đúng là thánh nữ sẽ đến mấy ngày nay nhưng sợ có sự nhầm lẫn tên vệ binh phía sau nhíu mày tiến lên khẽ nói với trưởng vệ binh lão đại nhưng ta rõ ràng nhớ rõ hai tên thân truyền hôm qua chúng ta bắt về cũng là hậu kỳ kim đan trưởng vệ binh không những không nghi ngờ mà còn thẳng tay đánh một cái lên đầu tên vệ binh kia mắng. Ngu ngốc! Ngươi cho rằng mấy người đó ngốc sao? Đã chạy rồi còn huynh hoang đi về sao? Diệp Kiều đứng một bên nghe vậy nội tâm cười lớn. Chúng ta chạy rồi! Lừa các người đó! Trưởng vệ binh vội vàng điều chỉnh lại tác phong cẩn trọng nhìn Diệp Kiều nói. Thánh nữ chúng ta phải rời khỏi đây. Xuất phát đến Vân Thủy Thành. Diệp Kiều không nhiều lời dõng giặc đáp. Xuất phát! Diệp Kiều đi được vài bước thì liền dừng lại quay đầu hỏi. Đợi đã! Đừng ra khỏi ma giới đi thế nào? Trưởng vệ binh khó hiểu nhìn Diệp Kiều nhíu mày nghi hoặc, lẽ nào người quên đi thế nào rồi? Diệp Kiều vội vàng cười khẽ đáp, "Ồ, ta biết, vừa rồi lừa ngươi thôi." Diệp Thanh Hàn trầm tư nghĩ, chiêu này của Diệp Kiều hình như cố ý dẫn sự hoài nghi của đối phương, nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Trưởng vệ binh đã dứt khoát cầm chặt cây rìu trong tay, hắn nhanh chân tiến lên dùng sức chém một nhát về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều khi đó không hề hoảng loạn, tất cả dường như đều nằm trong sự tính toán của cô còn ở phía sau cả diệp thanh hàn và tống hàn thanh đều lo lắng nghĩ chết rồi chúng ta đều tu linh khí chỉ cần ra tay sẽ lộ làm sao đây không trần trừ quá lâu diệp kiều tức khắc xuất kích chỉ thấy nhát búa bị một kết giới của diệp kiều chặn lại sau khi đỡ được đòn tấn công đó thì trận pháp cũng không dấu vết mà biến mất diệp kiều nhếch miệng nhìn đám vệ binh kia nghĩ ta biết đám ma tộc này rất cẩn trọng cho nên bố trận trước hơn nữa trận pháp này lão họ từ lão đầu ma tộc trong mật cảnh là trận pháp của ma tộc đám vệ binh sau đợt tấn công vừa rồi thì liền thở phào dọa một trận rồi, còn cho rằng phải lật xe chứ. Bất chợt trưởng vệ binh nhìn cảnh tượng trước mặt thì sừng sốt. Công kích sao biến mất rồi? Lẽ nào là tu vi của thánh nữ quá cao thâm? Vừa động chút liền có thể khiến đòn tấn công biến mất rồi. Càng nghĩ tên trưởng vệ binh càng không ngừng thầm cảm thán. Không hổ là thánh nữ của chúng ta. Có hy vọng ma tộc chúng ta thống nhất tu chân giới rồi. Đến mức này thì không còn gì nghi ngờ nữa. Trưởng vệ binh vội vàng tiến lên nói. Thất lễ rồi. Thánh nữ đại nhân. Diệp Kiều không hề tức giận cô nhẹ giọng đáp. Người biết không? Đại nhân ma tôn vĩ đại từng nói. Bị đánh có thể khiến người ta trẻ lên. Đám vệ binh nghe thấy vậy nghi hoặc hỏi lại. Thật sao? Thánh nữ đại nhân Diệp Kiều nở nụ cười bất lương đáp. Đó là đương nhiên. Ví dụ bây giờ ngươi không phải bị ta đánh như tôn tử sao? Dứt lời Diệp Kiều xông lên đánh mạnh vài đấm lên mặt tên vệ binh kia. Đánh đã tay Diệp Kiều thong dong quay người rời đi. Cô vui vẻ đi phía trước. Tống Hàn Thanh đi phía sau bất giác nghi hoặc. Kỳ lạ. Diệp Kiều sao lại biết nói tiếng ma tộc nhỉ? Diệp Kiều dẫn đầu đám người rồi đi cô thản nhiên lên tiếng hỏi đám vệ binh đằng sau. Các ngươi tên gì? Một tên cười tươi vội vàng đáp. Ta là A Đại. Diệp Kiều gật đầu. Ờ, chúng ta ra ngoài gặp người khác. Diệp Kiều khi này cũng đang thầm tính toán. Ta muốn đi tìm hiểu chút thực lực của ma tộc. Xem có bao nhiêu người kỳ kim đan. Đi được nửa đường Diệp Kiều bỗng chốc giơ tay hô lớn. Đợi ta ra chính là để đám thân truyền không biết sống chết đó, biết ai mới là chủ nhân của tu chân giới. Đám vệ binh nghe vậy liền đồng loạt reo lên thánh nữ đại nhân uy võ. Đằng xa Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh chỉ biết đứng sững yên lặng nghe họ cười. Gần trong lòng bọn ta chính là thân truyền không biết sống chết đấy. Khi này tại liều của Diệp Kiều đã được thắp nến sáng trưng. Cô liền vén màn ra hạ lệnh A Đại. Ngươi gọi những người ẩn náu ở kia ra đi. A Đại vội vàng hỏi thánh nữ sao vậy? Diệp Kiều thản nhiên chỉ tay về phía Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn nói. Làm phiền chúng ta rồi. Cô đắc ý mà liếc mắt nhìn bọn họ. Ba người được không? Ngay tức khắc ba người nam nhân tiến lên làm kiệu đưa Diệp Kiều đi. Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn gật gù thầm chế diễu. Không hổ là thánh nữ của chúng ta, đúng là biết chơi. Bọn họ cùng nhau đến một căn phòng. Hiện tại trên bàn có một đĩa bánh bao đẹp mắt. Diệp Kiều hào hứng đưa bánh bao lên miệng ăn nhưng ngay sau đó cô liền không nhịn được mà vội vàng chạy đi nhổ bánh bỏ ra. Diệp Kiều dứt khoát ném chiếc bánh bao kia đi, đồng thời đen mặt than lớn, bánh bao khó ăn quá. Đã lâu Diệp Kiều không có gì vào bụng cô bực bội ngồi ôm bụng than lớn. Sớm biết đã mang thêm chút màn thầu rồi. Đói quá đi mất cũng tại lúc này diệp kiều mới xuất hiện lòng đồng cảm đột nhiên ta hiểu sao thánh nữ lại không về rồi cả ngày phải ăn thứ này thì là ta ta cũng không về nghĩ một hồi diệp kiều lại phấn chấn có điều ma tộc mặc dù đồ khó ăn nhưng chắc có tiền tống hàn thanh và diệp thanh hàn đến nay vẫn không hiểu nổi diệp kiều nên đồng loạt tiến lên hỏi ngươi muốn làm gì diệp kiều cười tươi thần bí đáp muốn đến chơi mạo hiểm kích thích không trong lòng cô cũng thầm đưa ra nguyên tắc mặc dù theo đuổi kích thích nhưng đương nhiên phải quán triệt đến cùng chuyển cảnh tại tam tầng dưới đất của ma tộc. Diệp Kiều dẫn theo Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn đến đây. Tống Hàn Thanh nghi hoặc, là cấm chết của ma tộc, lẽ nào nội bộ ma tộc không có ai trông chừng? Nghĩ vậy Diệp Thanh Hàn tiến lên muốn đẩy cổng bước vào. Đúng lúc này phía trước xuất hiện một kết giới ngăn chặn. Diệp Thanh Hàn chăm chú nhìn kết giới, trước mặt nói ta có chút ấn tượng với cấm chế này. Ngươi nhớ không? Diệp Kiều đứng phía sau nhíu mắt đánh giá rồi nói, lão đầu ma tộc trong mật cảnh. Diệp Thanh Hàn gật đầu. Ừm, ta thấy diễn qua một cấm nguyên ta có thể thử xem có mở được không? Diệp Kiều lùi ra sau đồng thời đưa ra ý kiến. Vậy ngươi đến. Tu Vi ngươi là hậu kỳ kim đan có thể dùng linh lực nhấc lên. Tống Hàn Thanh bắt đầu khởi động. Miệng đáp. Ta làm có thể cần chút thời gian trận pháp mà lão đầu đó dùng quá nhiều. Tống Hàn Thanh cố gắng từ từ nhớ lại các bước mà lão ma đầu kia đã làm. Nhưng thực tâm anh không thể nhớ hết được. Diệp Kiều thở dài liếc mắt nhìn nói theo. Người nói ta lên cũng được. Cô tặc lưỡi nghĩ ta chỉ là linh khí không đủ thôi nhưng linh khí không đủ có thể dùng đan dược để bổ sung mà tống hàn thanh bị nói như vậy liền tức giận lớn tiếng quát ngươi không nói chuyện một ngày sẽ chết sao nếu ngươi nắm chắc vậy thì ngươi lên diệp kiều không hề lo lắng cô thản nhiên bước lên nói được diệp kiều không một động tác thừa lôi ra đan dược uống hết tất cả đống đó vào miệng ngay tức khắc linh lực của cô tăng lên mạnh mẽ cô vừa hấp thụ linh lực vừa nhắm mắt cẩn thận nhớ lại từng chiêu thức mà lão ma đầu kia đã từng làm một lúc sau diệp kiều liền phải tay phá giải cấm nguyên trận kết giới đã bị gỡ bỏ trước sự sửng sốt của Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh. Diệp Kiều đắc ý đẩy cửa bước vào. Đến khi tiến vào trong tam tầng Diệp Kiều phủi tay cao giọng nói. Đã nói rồi, ta lên cũng được mà. Tống Hàn Thanh kinh ngạc nói Diệp Kiều. Ngươi có thể nhìn qua liền nhớ sao? Diệp Kiều tung tăng chạy phía trước đáp. Đừng nói nữa, mau vào xem xem có đồ tốt gì không. Vượt qua hai lớp cửa đám người Diệp Kiều tiến vào bên trong. Thứ đập vào mắt trước tiên đó chính là một đống vàng bạc châu báu vũ khí. Diệp Kiều hai mắt phát sáng cảm thán. Wa! trong này nhiều đồ tốt quá. Vũ khí đan dược công pháp đều có. Tại sao tông môn chúng ta không có nhiều vũ khí như vậy? Diệp Thanh Hàn lạnh lùng cắt ngang lời cô. Không có khí tu, ngươi có thể đến thành phong tông mua. Chỉ là hơi đắt thôi. Tống Hàn Thanh cũng không khách sáo tiến đến cầm một cái la bàn lên hài lòng. La bàn này ta giữ. Bố trận cần phải dùng. Ngắm nghĩa la bàn Tống Hàn Thanh, liền nghĩ trận pháp cần bố trí trước có la bàn sẽ giảm thời gian. Diệp Thanh Hàn bên kia cũng đã chọn được đồ vật mình muốn. Anh cầm kiếm lên xem rồi khẽ gật gù vậy ta chọn vài thanh kiếm diệp kiều đứng đầu băng đảng cướp cô kích động hồ lớn còn chọn cái gì xem thuận mắt thì lấy đi hết tống hàn thanh nhìn diệp kiều mà bất lực nghĩ rốt cuộc họ là ma tộc hay ngươi là ma tộc lấy đồ của người khác thật không khách sáo đứng ngơ một lúc nhìn diệp kiều tống hàn thanh bỗng nhẹ giọng hỏi diệp kiều nếu lúc đầu sư phụ giữ lại ngươi ngươi sẽ làm sư muội của ta sao diệp kiều khựng người lại trầm giọng đáp sẽ không hơn nữa đó là giả định của ngươi Vân Ngân sẽ không giữ lại đệ tử kỳ luyện khí linh căn trung phẩm như ta. Ngươi sẽ không để ý sư muội nội môn tư chất bình thường." Tống Hàn Thanh bị những lời nói đó làm cho bối rối. Dù không muốn nhưng bản thân hắn cũng phải thừa nhận, cô ta nói không sai. Cho đến hiện tại ta mới để Diệp Kiều vào mắt, nhưng tu chân giới không phải vậy sao? Chỉ có đặc biệt mới được nhớ tới." Tống Hàn Thanh thở dài đáp lại lời của Diệp Kiều, "Trí nhớ của ngươi rất tốt. Nếu ngươi biểu hiện bản thân thì sẽ không vô danh nhiều năm ở Nguyệt Thanh Tông như thế. Nếu ngươi sớm lộ thiên bẩm Diệp Kiều không muốn nghe Tống Hàn Thanh nói đến vấn đề này cô đưa tay ra cản lại. Đồng thời chen ngang. Đừng đừng. Các ngươi chỉ là không có được nên không cam tâm thôi. Ngừng chút. Diệp Kiều cao giọng chế diễu. Làm gì đột nhiên phát hiện ta lợi hại hơn sư muội thiên bẩm của ngươi. Hối hận rồi. Đừng nghĩ nữa ta là đệ tử mà cả đời này Nguyệt Thanh, tông các ngươi sẽ không có được. Tống Hàn Thanh cao mày tức giận mắng lớn trong lòng. Quả nhiên vẫn muốn đánh cô ta. Một lúc sau phía ngoài doanh trại ma tộc, diệp kiều thản nhiên ngồi trên ghế thánh nữ mà liếc mắt nhìn xuống đám người phía dưới một vệ binh vội vàng tiến lên bẩm báo bên vân thủy thành truyền tin mấy thân truyền hình như nhìn ra chúng ta và thành chủ trong ứng ngoài hợp không ngờ họ lại có chút y quy này tên vệ binh kia không vì thế mà hoàng hán ta thản nhiên cười đắc ý đáng tiếc họ không ngờ thánh nữ của chúng ta đã đột phá kỳ nguyên anh diệp kiều tức khắc đứng dậy phẩy tay xuống phía dưới rất tốt chúng ta đi ta dẫn các ngươi đi săn bằng ngũ tông đám vệ binh bên dưới khí thế hừng hực kích động gieo lớn san bằng ngũ tông san bằng ngũ tông diệp kiều hài lòng nhìn đám vệ binh bên dưới cô khi này bỗng nở một nụ cười nham hiểm diệp kiều dẫn đầu đám người ma tộc lên thuyền khi này cô đang ở một phòng riêng sau khi quan sát xung quanh diệp kiều liền lấy ngọc hồi ra để liên lạc với các sư huynh cô gấp gáp gọi sư huynh sư huynh các người bên đó có nghe được không minh huyền vui mừng đáp tiểu sư muội cuối cùng cũng liên lạc được với muội rồi tình hình bên đó vẫn ổn chứ có tiện không ta bảo đại sư huynh đi tìm muội diệp kiều vội vàng lên tiếng ngăn cản đừng, các huynh đừng tìm ta, ta tự có cách thoát thân. Đồng thời lúc này trong lòng Diệp Kiều nghĩ, nhỡ đâu đại sư huynh còn chưa đến gần đã bị bắt thì càng phiền phức hơn. Gạt qua suy nghĩ đó Diệp Kiều vội nói vào việc chính, lần này liên lạc với huynh là muốn nói cho huynh kỳ kim đan bên phía ma tộc có khoảng 20 người. Càng nói giọng Diệp Kiều càng trở nên hoảng loạn. Có điều tình hình Vân Thủy Thành ta không biết gì, các huynh chuẩn bị trước đi. Bên phía Minh Huyền nghe xong tin mật từ Diệp Kiều thì sầm mặt. 20 người kỳ kim đan cơ à? Mộc Trọng Hy sụp đổ. Hay là chúng ta mau chạy thôi. Này căn bản là không đánh nổi. Trong lòng của anh khi này cũng thở dài. Dù sao hỗn thuần chuân chúng ta cũng chưa chắc chắn lấy được, sao phải khổ thế? Tiết Dư tiến lên ngắt lời. Đợi chút đã. Trưởng lão nếu đã để chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ thì chắc chắn có thể bảo đảm sự an toàn của chúng ta. Chỗ ta có đan dược ẩn giấu khí tức, hay là đại sư huynh và Tần Hoài đi thăm dò thực lực của họ thế nào? Chu Hành Vân gật đầu, trực tiếp đưa tay ra cầm lấy bình đan dược đồng thời nói được, Chu Hành Vân và Tần Hoài theo kế hoạch uống đan dược sau đó tiếp cận với địa bàn của ma tộc. Tần Hoài đứng từ xa hắt cầm về phía trước nói. Đó là thuyền bay của ma tộc. Tần Hoài cẩn trọng cảm nhận rồi đánh giá. Đúng là có thể cảm nhận được 10 đạo kỳ kim đan và hai người thực lực hậu kỳ kim đan. Nhưng bỗng nhiên Tần Hoài sững lại khi nhìn thấy người thiếu nữ đứng phía đầu tàu. Thiếu nữ đó ta không cảm nhận được thực lực của cô ta. Cô ta chính là thánh nữ kỳ nguyên anh đó sao? Người mà Tần Hoài đang nghi hoặc kia không ai khác chính là Diệp Kiều. Không trần trừ Chu Hành Vân lập tức rút kiếm ra nói để ta thăm dò thực lực của cô ta. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều nói. Ta xem xem cô ta có bản lĩnh gì. Diệp Kiều ở phía trên bỗng nhiên dùng mình toát mồ hôi lạnh. Cô liên tục nuốt nước bọt nghĩ. Tại sao ta có cảm giác hơi lạnh? Trở lại phía của Tần Hoài và Chu Hành Vân. Cũng may có Tần Hoài kịp thời ngăn cản. Nếu tin tức ngũ tông không sai thì thánh nữ đó đã đột phá kỳ nguyên anh rồi. Người đừng tìm chết. Chu Hành Vân thở dài. Ừm. Um, trở về nói tin cho các sư đệ thôi. Trở lại khách điếm Vân Thủy Thành. Mục Trọng Hy sau khi nghe xong thì chấn kinh. Kỳ Nguyên Anh tốt vậy sao? Vậy mà có thể dẫn theo hai nam nhân. Tiết Dư Xoa cầm trầm ngâm. Hai nam nhân đó còn là hậu kỳ Kim Đan. Một trái một phải. Tiết Dư im lặng hồi lâu rồi bỗng nghi hoặc nói. Là nam sủng của cô ta. Nói xong câu đó Tiết Dư liền thầm cảm thán. Thực lực của ma tộc đáng sợ vậy sao? Nam sủng đều là tu vi hậu kỳ Kim Đan sao? Trên thuyền bay của ma tộc khi này Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh cùng đồng loạt hát xì liên tục. Bọn họ nhíu mày nghĩ, là ai nói xấu chúng ta vậy trở lại vân thủy thành khách điếm tư diệu ngôn chán nản ôm đầu nói đánh không lại nếu tống hàn thanh ở đây thì chúng ta không bị động như như thế này lâm lâm khi này liền lên tiếng đáp nhưng hắn và diệp thanh hàn đã mất tích rồi tiết dư khi này bỗng nhiên nhớ ra anh vội nói hay là như này ta đi thăm dò thực lực của thánh nữ đó ở đây ta có sơn hà đồ không nhiều lời tiết dư lập tức mở sơn hà đồ ra sức mạnh của sơn hà đồ đã nhanh chóng tiến đến phía thuyền bay của ma tộc và xâm nhập vào người diệp kiều diệp kiều đang đứng bỗng nhiên khựng lại cô nhíu mày khẽ nói lại đến khi này cô lại nhìn thấy bản thân mình khi còn ở thời hiện đại khi đó cô đang mải miết gõ máy tính diệp kiều nhìn thấy những ký ức không vui vẻ đó liền bất mãn nghĩ ta ở hiện tại thật sự không có hồi ức đẹp đẽ nào tam sư huynh muốn dùng sơn hà đồ thăm dò thực lực của cô ta đúng là khó đợi một lúc cuối cùng tiết dư cũng viết chữ hủy để kết thúc lần thăm dò này nhưng ngay khi vừa viết chữ hủy xong sơn hà đồ tức khắc rơi xuống nền nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người minh huyền không hiểu chuyện gì tiến lên chế nhạo linh khí các ngươi mang về là cùi bắp vậy sao này đúng là sơn hà đồ sao đột nhiên bị nghi ngờ như vậy tiết dư tức giận quát lớn sao ngươi không nói là thánh nữ này có thực lực rất mạnh sơn hà đồ trong tay cô ta không qua một chiêu trong lúc thu lại sơn hà đồ tiết dư bỗng cảm thấy kỳ lạ tại sao mình cứ cảm thấy một màn này rất quen nhưng sau lần tiểu sư muội dùng một giây để thoát khỏi huyền cảnh ta đã tìm người khác để thử đều không có vấn đề đang mải suy nghĩ thì mộc trọng hy lên tiếng hỏi theo người nói cô ta chắc không chỉ ở tiền kỳ nguyên anh cũng bởi câu nói của mộc trọng hy mà cả hai người đều run sợ hét lớn trong lòng a à, đáng sợ quá chu hành vân ở phía bên kia khi này mới lên tiếng không phải các ngươi không thấy không đúng ở đâu sao chu hành vân rơi vào trầm lặng một lúc thì đột ngột lại hỏi đúng rồi vân thước đâu hình như không nhìn thấy cô ta lâm lâm khi này cũng mới nhận ra cô ta lại biến mất rồi tư diệu môn nhíu mày cố gắng nhớ lại nói trước kia ta thấy cô ta đi rất gần với một nam nhân tu vi của đối phương cao hơn ta. Mộc Trọng hy khi này che miệng cười nhỏ giọng nói với Tô Chọc. Nam nhân bên cạnh sư mọi người thật nhiều. Tô Chọc nghe vậy liền tức giận đáp. Tiểu sư muội chỉ là còn nhỏ tuổi. Minh Huyền ở phía kia lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Đúng đúng. Một đám bùa tu chúng ta ở đây mệt đến chết bố trận nghinh địch. Cô ta lại chạy đi tơ tình. Chúng ta đáng đời. Càng nghĩ Minh Huyền càng tức giận. Anh hừ lạnh trong lòng. Bận rộn nửa ngày nếu tiền thưởng cho phía Nguyệt Thanh Tông thì ta sẽ tức chết mất. Trở lại thuyền bay của Ma Tộc một tên vệ binh nhanh chóng chạy lại hỏi thánh nữ tôi vừa cảm nhận được làn sóng linh khí có phải xảy ra chuyện gì không diệp kiều không hề giấu giếm cô thoải mái nói vừa rồi có người dùng sơn hà đồ thử ta diệp kiều thầm tính toán vừa rồi lúc phá huyền ảnh của sơn hà đồ ta đặc biệt để lộ ra chút linh khí chuẩn bị mượn cái này củng cố niềm tin của ma tộc vệ binh kia nghe thấy vậy liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ nói sơn hà đồ nghe nói là linh khí thứ ba trong bảng linh khí cho dù là đại năng kỷ nguyên anh cũng phải mất một thời gian mê man trong đó không ngờ thánh nữ của chúng ta trong khoảnh khắc lại có thể phá giải thánh nữ quả nhiên không gì là không thể cùng lúc vệ binh nhớ ra chuyện quan trọng hắn ta vội vàng mật báo đúng rồi thánh nữ vân thủy thành truyền tin đến nói có thân truyền của bích thủy tông tự chui đầu vào lưới thành chủ của họ cũng muốn gặp người người có muốn gặp hắn không diệp kiều không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp được ta gặp hắn khi này diệp kiều liền liếc mắt nhìn về phía diệp thanh hàn và tống hàn thanh vẫy tay ý bảo mau đến đây hai người kia không chậm trễ nhanh chân tiến lại nhìn ngó xung quanh một hồi. Diệp Kiều nhỏ giọng nói, chút nữa chúng ta sẽ đi gặp thành chủ của Vân Thủy Thành. Ngươi sau khi vào thì bố trí âm trận, chúng ta có thể bắt một lưới. Tống Hàn Thanh trầm tư nghĩ, muốn gặp thành chủ Vân Thủy Thành. Mặc dù ta và Diệp Thanh Hàn bây giờ đều đeo mặt nạ, nhưng trước kia ở Vân Thủy Thành gặp thành chủ vài lần khó tránh sẽ lộ thân phận. Tại phủ thành chủ Vân Thủy Thành, khi này Diệp Kiều chễm chệ ngồi trên ghế. Khi đã có đầy đủ người Diệp Kiều lớn giọng hỏi, ngươi bắt được thân truyền Bích Thủy Tông? Thành chủ Vân Thủy Thành vội vàng đáp, đúng thánh nữ đại nhân những thân truyền đó chắc là ý thức được gì đó nên đã âm thầm cảnh giác chúng ta rồi ta đề nghị nhân lúc ngoại viện của họ chưa đến chúng ta phái người lập tức có thể đánh họ không kịp trở tay diệp thanh hàn không nhịn được lên tiếng nói đề nghị hay lắm nhưng thực ra trong lòng anh đang mắng lớn thật muốn một kiếm chém chết lão già này thành chủ vân thủy thành đột nhiên khựng lại nhìn về phía người vừa nói nghi hoặc hỏi có phải ta gặp ngươi ở đâu rồi đúng không đồng thời ông ta trầm tư hơi quen giọng cũng quen đột nhiên ông ta sửng sốt hét lên. à, ta nhớ ra rồi, ngươi là đệ tử thân truyền của Vấn Kiếm Tông, đã bị lộ diện Diệp Thanh Hàn dứt khoát rút kiếm chĩa về phía chủ thành Vân Thủy Thành, lạnh giọng nói, chán sống rồi. Chủ thành Vân Thủy Thành đột nhiên ngơ người run rẩy chỉ vào Diệp Kiều nói, lẽ nào ngươi cũng là thân truyền của Ngũ Tông? Ông ta cố gắng nhớ xem đã gặp Diệp Kiều ở đâu, nhưng đành bất lực nghĩ, nhưng ta chưa từng gặp người này, lẽ nào họ chia làm hai đường? Một bên dùng thân truyền ngu ngốc mê hoặc chúng ta một bên phái thân truyền đến ma tộc làm gián điệp, còn giả làm thành nữ. Diệp Kiều chẳng phải che giấu nữa. Cô thản nhiên cười nói, ngươi nghĩ ngũ tông không rõ kế hoạch của các ngươi à? Ta có thể lần vào trong đương nhiên là, vì tin tức của ngũ tông đưa đủ tất cả kế hoạch của các ngươi, đều tiến hành dưới mí mắt ta. Có điều bây giờ ngươi hối hận muốn đầu hàng còn kịp. Một lưỡi kiếm sắc lẹm được kề vào cổ của chủ thành Vân Thủy Thành. Ông ta đứng yên run rẩy nói. Ma Tôn Đại Nhân nói sau khi thành sự sẽ cho ta điều ta muốn. Ngũ Đại Tông bắt đại gia nghiệp tu chấp giới, các ngươi đã chiếm tất cả thứ tốt đẹp rồi các ngươi đương nhiên không hiểu nỗi bi ai của thành trì nhỏ diệp kiều nghe không lọt tay lập tức phản bác nói phép ai mà không biết sau khi chuyện thành ta có thể phong ngươi làm ngưu mã đại tướng quân ma tộc rõ ràng sẽ không để ý sống chết của các ngươi nhưng nếu ngươi nghe lời ta thả thân truyền của bích thủy tông ra thì ta bảo đảm sẽ không liên lụy người vô tội diệp kiều dừng lại thở dài một hơi rồi dõng giặc nói cấu kết với ma tộc đại nghịch bất đạo nếu kế hoạch thành công thì thôi nhưng nếu thất bại cả nhà lớn bé của ngươi sẽ không thoát được sự báo thù nhìn thấy sự do dự của thành chủ vân thủy thành diệp kiều trầm tư tính toán nếu hắn không đồng ý phối hợp cứ muốn liên minh với ma tộc thì ta chỉ có thể đánh ngất hắn rồi trói vào dù sao ta đã bảo tống hàn thanh bố trí cách âm trận trước rồi hắn có kêu nát họng cũng không ai nghe thấy suy nghĩ một hồi thành chủ vân thủy thành khẽ gật đầu đáp được ta đồng ý phối hợp với ngươi diệp kiều vui sướng nhưng cố gắng điềm tĩnh nói rất tốt vậy ngươi thả thân truyền bích thủy tông trước sau đó tìm thân truyền khác nói hết chuyện cấu kết với ma tộc thành chủ Vân Thủy Thành bất lực. Biết rồi, tại khách ở Vân Thủy Thành, Tư Diệu Ngôn vui mừng gọi lớn. Lâm Lâm ngươi về rồi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lâm bình tĩnh đáp, ta vốn muốn đi điều tra thành chủ Vân Thủy Thành kết quả bị bắt lại, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại được thả ra. Hơn nữa hắn nói có chuyện muốn nói với mọi người. Dứt lời thành chủ Vân Thủy Thành từ phía sau bước ra ho khẽ. Một đám thân truyền có mặt đều sửng sốt hô lớn. Thành chủ Vân Thủy Thành, ngươi đến làm gì? Thành chủ Vân Thủy Thành không dám lừa dối bèn lên tiếng thú nhận ta đến nói chuyện ta cấu kết với ma tộc cuộc thi tông môn gần đây khiến cho ma tộc có hứng thú với các ngươi có lẽ là thấy thực lực của khóa thân truyền này tốt cho nên phái người giao dịch với ta muốn giết các ngươi ta lúc đó bị lợi ích làm mù mắt bây giờ bĩnh tĩnh nghĩ lại thân truyền của ngũ tông làm gì dễ bắt như thế nhiều năm vậy ma tộc còn chưa từng thành công càng nói giọng của thành chủ vân thủy thành càng nhỏ dần một nam nhân phẫn nộ nói lớn được lắm quả nhiên là ngươi vậy là luôn lừa người vô tội chúng ta qua kích động hắn thậm chí còn xông lên đánh tới tấp vào người của thành chủ vân thủy thành tư diệu ngôn khó hiểu khẽ nói hắn điên rồi sao vậy mà lúc này chọn đem người đến nhờ vào chúng ta lâm lâm cũng nghi hoặc ngập ngừng nói rất có thể trời chuyển về tối khách khi này có một tốt người của ma tộc luôn miệng hét lớn đạp đổ ngũ tông thống nhất thiên hạ đạp đổ ngũ tông thống nhất thiên hạ khi này phía trên lầu nam nhân áo xanh nhíu mày nói lớn đến rồi đến rồi minh huyền cùng tô chọc nhanh chóng bày trận pháp minh huyền nói khởi động trận pháp trước mộc trọng hy hùng hổ hô xông lên đánh chết bọn chúng tất cả mọi người trong ngũ tông đều lần lượt xông ra diệp kiều cùng diệp thanh hàn và tống hàn thanh đứng ở phía xa quan sát đang đánh hăng say tiết dư vô tình nhìn thấy đám người diệp kiều anh bất giác dùng mình thật kinh khủng mặt thánh nữ này trắng như ma vậy đầu rất to bóng rất lớn minh huyền phía đối diện hét lớn người nói còn là người không tư diệu ngôn đứng trên gác của khách cũng khó hiểu hỏi tại sao cô ta không ra tay không thấy tiểu đệ của cô ta sắp mất rồi sao nam nhân tóc xanh lý trí phân tích nghe nói phản diện trong thoại bản điều ra tay cuối cùng lâm lâm vừa đánh đám ma tộc vừa quay lại nói cho nên cô ta muốn chúng ta tiêu hao hết sức mới ra tay đúng là một nữ nhân độc ác lâm lâm càng nghĩ càng hoang mang lo sợ bây giờ tống hàn thanh và diệp thanh hàn sống chết chưa rõ e là cũng rơi vào móng vuốt của nữ nhân này rồi minh huyền cùng vài người của ngũ tông đứng trên gác của vân thủy thành nhìn chăm chăm về phía diệp kiều tất cả bọn họ đều trong trạng thái cảnh giác tập trung cao độ Diệp Kiều đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó khẽ ho. Biểu cảm của mấy người này cô thở dài tò mò nghĩ. Họ giúp cuộc tưởng tượng ta thành quái vật gì vậy? Tống Hàn Thanh khi này chợt nhỏ tiếng gọi. A à, Diệp. Thanh Hàn. Ngươi không thấy bộ dạng kinh sợ của các sư đệ chúng ta rất vui sao? Nói xong Tống Hàn Thanh lại tự bụng miệng tủm tỉm cười. Nghĩ đột nhiên hiểu lúc đầu tại sao Diệp Kiều lại truy đuổi một đám người chạy trong mật cảnh. Diệp Thanh Hàn lạnh mặt đáp. Không thấy. Đồng thời anh khó hiểu nghĩ thật không hiểu Tống Hàn Thanh tại sao lại biến thành bộ dạng này cùng lúc này từ phía trên thành bắt đầu có những luồng sức mạnh tấn công về phía đám ma tộc khiến bọn chúng chỉ còn nước khóc lớn bỏ chạy một tên ma tộc thương thích để mình may mắn chạy thoát được liền về bẩm báo với diệp kiều thánh nữ thành chủ vân thủy thành phản bội rồi hắn ta càng nói càng gấp gáp bây giờ ma tộc đã bị đánh bại rồi nay phải làm sao đây khi này đây diệp kiều nhếch miệng nói đến lượt ta ra trận rồi diệp kiều dẫn theo diệp thanh hàn và tống hàn thanh rời đi phía sau tên vệ binh kia còn không ngừng hò reo thánh nữ uy võ khi này đây Mộc Trọng Hy dẫn đầu đám đệ tử thân truyền của Ngũ Tông đứng ra ứng chiến. Đám Diệp Kiều cũng chậm rãi tiến lên đối mặt trực diện với bọn họ. Không gian đang rất yên tĩnh bỗng nhiên Diệp Kiều bật cười. Chỉ có vậy mà đám Mộc Trọng Hy đã cau mày lo lắng. Cô ta cười, rồi Tần Hoài khẽ lên tiếng nhắc nhở, "Cô ta đến rồi, sắp động thủ rồi cẩn thận." Chỉ còn riêng Mộc Trọng Hy khẽ cảm thán, chẳng lẽ đây chính là nụ cười phản diện trong tiểu thuyết? Không để mọi người căng thẳng nữa, Diệp Kiều nhẹ nhàng đưa tay tháo mành che xuống cười nói, các huynh đệ đều là người của mình thôi lâu rồi không gặp nhớ ta không cả đám người mộc trọng hy bị hù cho ngây người họ mở lớn mắt đồng thanh cùng nói diệp kiều tiểu sư muội chu hành vân có chút không kiềm được tiến lên khẽ bóp má cô đúng là tiểu sư muội một đám ma tộc ở phía xa bắt đầu ngơ ngác bàn tán thánh nữ của chúng ta sao lại là tiểu sư muội của ngũ tông rồi bọn họ hoảng loạn này là chuyện gì vậy chu hành vân tức giận lớn tiếng quát bớt nói tiếng quạ khiến người ta không hiểu đi dứt lời anh liền đanh giọng hạ lệnh tiếp tục đánh họ đừng ngừng. Cứ như vậy đám người ma tộc bị đánh cho trở tay không kịp. Đến khi binh lực gần như cạn kiệt, bọn chúng mới nghiến răng mắng lớn. Nhân loại ti tiện, tản. Cứ thế cả đám mau chóng rút lui. Đã xong xuôi khi này Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn đồng loạt tháo mặt nạ xuống. Tên nam nhân áo xanh nhìn thấy tức giận chất vấn. Đại sư huynh huynh biến chất rồi. Sao lại cấu kết với Diệp Kiều? Trong lòng hắn ta khó tin. Lặp đi lặp lại câu. Huynh ấy còn trở thành hộ vệ của Diệp Kiều nữa chứ. Diệp Thanh Hàn khẽ nhíu mày lạnh nhạt nói tình thế ép buộc tiết dư khi này cũng tiến ra anh gấp gáp nói tiểu sư muội tông chủ bảo chúng ta mau chóng về phủ nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng liên quan đến tiền thưởng của nhiệm vụ còn về tàn cục thì giao cho đệ tử khác của ngũ tông xử lý là được rồi diệp kiều nghe thấy hai chữ tiền thưởng thì mắt sáng lên vui vẻ đáp chuyện đó không thể chậm trễ mau về thôi video xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã đón xem hết video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau